Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 201, đây còn là người sao? 1. Tất cả xuống xe cho tao. Nhanh lên. Tên đàn ông xăm mình dẫn đầu vung ống thép trong tay, đập mạnh vào mui xe lập tức lõm xuống. Ở trong xe, Khương Vi Nhàn ôm chặt Nana, cả người run rẩy, sợ hãi hỏi, Tiêu Chính Văn, bọn họ là ai vậy? Hay là chúng ta báo cảnh sát đi? Tiêu Chính Văn quay đầu, mỉm cười rồi nói với Khương Vi Nhàn ở ghế sau, không sao đâu, anh ra ngoài giải quyết một chút, em với Nana ở trong xe, bất kể nhìn thấy gì cũng không được xuống xe, biết chưa? Khương Vi Nhàn ậm ừ gật đầu, thấy Tiêu Chính Văn xuống xe, trong lòng cô rất lo lắng, nói anh cẩn thận đấy. Bố ơi, cố lên! Nana nắm chặt bàn tay nhỏ, nghiêm túc nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn mỉm cười, mở cửa xe, đẩy mạnh một cái, ba tên côn đồ vây quanh cửa xe lập tức bị hất bay ra, kêu lên thảm thiết, ngã vào bồn hoa bên cạnh. Còn Tiêu Chính Văn vẻ mặt điềm nhiên bước xuống xe, khóa cửa lại, sau đó anh lấy một bao thuốc lá trong túi quần ra, châm một điếu, rít sâu một hơi, sau đó nhả khói, vô cùng bình tĩnh hỏi, ai sai chúng mày đến. Mấy tên côn đồ ngã vào bồn hoa, lúc này đã bỏ dậy. Tức giận gầm lên, mẹ kiếp. Thằng chó chết, mày chán sống à? Một tên trong số đó giơ cây gậy bóng chảy trong tay lên, đập vào đầu Tiêu Chính Văn. Bốp! Nhưng, cây gậy bị Tiêu Chính Văn tóm được giữa không trung. Không mảy may nhúc nhích. Tên côn đồ kia cố hết sức nhưng cây gậy vẫn bất động. Cảnh tượng này khiến những tên côn đồ còn lại sững sờ, còn tưởng anh em của mình làm trò, cười ầm lên nói, nhị cẩu. Mày làm cái quái gì đấy? Xử hắn đi, có phải mày chơi gái nhiều quá nên mềm tay không đấy? Nhị cầu lúc này cũng hoảng lên, quát, mẹ kiếp, tao cũng muốn xử lắm chứ. Thằng khốn này khỏe quá. Gã vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn đã giơ chân, đá mạnh vào bụng gã, nhị cầu chẳng khác gì con diều đứt dây, bay 4-5 mét rồi va mạnh vào đèn đường bên cạnh. Phịch một tiếng, nhị cầu ngã xuống đất, phun ra máu, ngất xỉu. Còn đèn đường cũng cong cả đi. Dã man. Những tên côn đồ còn lại kinh hãi. Thân thủ này, còn là người sao? Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn cầm cây gậy bóng chày của nhị cầu lên, vung vẩy trong tay, cất bước, trông chẳng khác gì thần chết. Một mình anh đối mặt với mười mấy tên côn đồ, bước từng bước một về phía chúng. Cơ hội chỉ có một lần thôi, ai sai chúng mày đến. Khai ra thì coi như không có chuyện gì cả. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi, giữa hai hàng lông mày ẩn hiện sát khí. Lúc này, tên đại ca đứng phía sau đám người giận dữ gầm lên, mẹ kiếp. Dám động đến người của tao, lên hết cho tao, đánh hắn tàn phế luôn đi. Mười mấy tên côn đồ lập tức vùng ống thép và gậy bóng chày trong tay lên, xông về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn bất đắc dĩ lắc đầu, dưới đèn đường, khóe miệng anh ngậm điếu thuốc, tay cầm một cây gậy bóng chày, ánh mắt lạnh lẽo. Gió nổi lên. Ngay sau đó, cả người Tiêu Chính Văn như hóa thành mãnh hổ, xông thẳng tới, 4-5 tên côn đồ dẫn đầu còn chưa kịp có phản ứng đã bay lên, chỉ cảm thấy chân, ngực, cánh tay bị đánh rất mạnh. Bốp bốp bốp. Chỉ trong chớp mắt, 4-5 tên đã nằm bẹp dưới đất, la hét thảm thiết, ôm cái chân đã gãy lìa và phần đầu đang chảy máu. Lần này thì những tên còn lại đều sững sờ, vẻ mặt ai cũng hoảng hốt, sợ hãi lùi về phía sau. Đây đâu phải người chứ? Có ma, chạy mau. Cũng không biết ai hét lên một tiếng, hơn 10 tên côn đồ còn lại lập tức vứt vũ khí trong tay, chạy thục mạng vào trong xe van, giẫm mạnh chân ga định bỏ chạy. Chương 202, đây còn là người sao? 2. Tên đại ca kia đương nhiên là người đầu tiên bỏ chạy, người gã béo tốt, lập tức chui vào trong xe, gào lên, mẹ kiếp. Gặp phải người sói rồi. Mau chạy thôi. Nhưng, 5-6 người trong xe liền nhìn thấy một bóng dáng như thiên sứ, đứng trước xe, toàn thân tỏa ra sát khí lạnh lẽo. Tên đại ca thấy thế, mặt tái mét, gầm lên, đâm đi. Đâm chết hắn cho tao. Vù, chiếc xe van lao tới chẳng khác gì xe thể thao, chân ga kêu lên ầm ầm, tông thẳng vào Tiêu Chính Văn trước đèn xe. Sắc mặt Tiêu Chính Văn vẫn điềm nhiên, nhìn chiếc xe van hùng hổ. Anh vẫn không có ý định nhường đường. Sau đó, trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Tiêu Chính Văn giơ tay,
đấm một cú vào đầu xe van đang lao tới với tốc độ cao. Ầm! Một tiếng kinh thiên động địa. Cả đầu chiếc xe van chịu lực xung kích khủng khiếp, đầu xe bị cú đấm của Tiêu Chính Văn làm cho lõm xuống. Còn thân xe do quán tính, lập tức bị hất tung lên cao. 5, 6 tên côn đồ trong xe cũng bị dồn hết về phía trước. Rầm rầm, kính chắn gió vỡ vụn. Ba bóng người bay ra ngoài, cả người dính máu, lăn vòng dưới đất. Tên lái xe bị va đập, đầu đầy máu, cả người bị kẹt ở kính chắn gió, ngất tại chỗ. Tên đại ca cũng bay nửa người ra khỏi xe, vết thương trên mặt bị thủy tinh cào vào, máu thịt be bét. Tiêu Chính Văn túm cổ áo tên mập đó, lôi xuống xe, lạnh lùng nhìn gã, hỏi, nói đi, ai sai mày tới? Tên mập lúc này đầu óc choáng váng, cả người dính máu, ấp a ấp úng nói, tao không biết. Quát con, mày chết chắc rồi, dám động vào tao, đại ca tao chắc chắn không tha cho mày đâu. Chắc chắn không tha đâu. Tiêu Chính Văn lắc đầu, xem ra rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Anh giơ chân lên, đạp mạnh vào đầu gối tên mập kia, tiếng xương bánh chè vỡ vụn vang khắp cả con đường rộng lớn. Tên mập kia lập tức há miệng, phát ra tiếng kêu thảm thiết từ tận linh hồn, gào lên, a a a. Đại ca, xin hãy tha mạng, tôi nói. Nói sớm chẳng phải là xong việc rồi không, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Xương bánh chè của tên mập lúc này đã vỡ vụn, máu thịt lẫn lộn. Hắn cố nhịn đau, toàn thân run rẩy, nhìn người đàn ông chẳng khác gì ma quỷ trước mặt, nỗi sợ hãi dâng lên từ tận đáy lòng. Là anh báo, tên mập yếu ớt nói xong thì ngoẹo đầu ngất xỉu. Anh báo, Tiêu Chính Văn nhíu mày, anh đâu có thù hận gì với loại người này nhỉ? Sau đó, Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho Tống Hậu Lượng, bảo anh ta cử người qua xử lý. Còn anh lên xe, đưa Khương Vi Nhan và Nana về. Nhìn Nana và Khương Vi Nhan đã ngủ say trên giường, Tiêu Chính Văn mới ra khỏi nhà. Trịnh Thiên Thái chờ anh ở cổng đã lâu. Lúc này, cả người ông ta run rẩy, cúi đầu nói, ngài Tiêu, anh báo tên thật là Phương Báo, trước kia là đàn em của Kiều Cửu, sau này Kiều Cửu bị ngài tiêu diệt, tên Phương Báo này liền lôi kéo những người của Kiều Cửu trước kia, tự xưng làm đại ca. Gần đây nổi lên trong giới thế lực ngầm Tu Hà, có ý định xưng vương xưng bá. Lần này, hắn có mắt như mù động đến ngài, e là cũng sắp đi đời nhà ma rồi. Tiêu Chính Văn lạnh lùng ừ một tiếng, chui vào trong xe của Trịnh Thiên Thái, ánh mắt như muốn giết người, nói, đến chỗ ở của Phương Báo. Chương 203, mày đáng bao nhiêu tiền? Trong một căn biệt thự nhỏ ở thành phố Tu Hà. Lúc này Phương Báo đang ngồi trên sofa ở biệt thự. Trong lòng đang ôm một cô gái nóng bỏng gợi cảm chỉ mặc đồ lót, cô gái dụi đầu vào người Phương Báo rất mê hoặc gợi cảm. Nụ cười trên mặt Phương Báo rất nham hiểm, hắn hút xì gà, trên bàn trà để vài xấp tiền khoảng hơn 1 triệu tệ. Ha ha, tốt lắm. Phương Báo cúp điện thoại, vẻ mặt tươi cười nhìn số tiền trên bàn trà, một tay ôm cô gái bên cạnh một tay siết lấy cằm cô ta cười nói, người đẹp, đêm nay em chạy không thoát rồi. Ôi! Anh báo, anh hư quá, cô gái thẹn thùng cười nói, âm thanh dịu dàng khiến cả người Phương Báo dạo dực, máu nóng trào dâng cảm giác thèm muốn. Phương Báo lập tức ném xì gà, xoay người đè cô gái nằm xuống phía dưới, chuẩn bị mây mưa với cô gái ở ngay trong phòng khách. Nhưng, ầm một tiếng, cửa chính biệt thự bị người khác dùng sức đạp tung. Sau đó, hai tên đàn em canh gác bên ngoài cửa cũng bị đá văng vào trong, ngã nhào xuống đất, đụng trúng quầy rượu. Trong miệng phun máu, hôn mê bất tỉnh. Cả người Tiêu Chính Văn phát ra luồng sát khí, xuất hiện trong phòng khách của biệt thự. Lúc này ánh mắt Tiêu Chính Văn lạnh lùng như thần chết, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngơ ngác của Phương Báo, giọng điệu trầm thấp nói, mày là Phương Báo ư? Phương Báo phản ứng lại ngay, tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn giận dữ nói, mẹ kiếp! Mày là ai? Ai cho mày vào đây? Đám đàn em gác cửa đều là đồ vô dụng hết sao? Tiêu Chính Văn cười nhạt bước đến ngồi lên ghế sofa trước mặt Phương Báo, hỏi, mày nói đám đàn em ngoài cửa kia sao, đều chết hết rồi. Một câu nói, khiến bầu không khí trong phòng khách đóng băng. Phương Báo run rẩy, nhìn người đàn ông đang bình tĩnh ngồi trước mặt mình, cười nhạt nói, thằng danh, mày can đảm lắm, dám xông vào chỗ ở của tao. Là đang muốn tìm đường chết ư?
Ha ha! Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn Phương Báo đang ngồi trước mặt, lạnh lùng nói, xem ra mày không biết tao là ai. Ha ha! Phương Báo cười lớn, sắc mặt dữ tợn hét lên, nực cười. Tao cần gì phải biết mày? Tao là Phương Báo có thế lực ở thế giới ngầm Tu Hà đấy. Mày là cái thá gì? Nhìn áo quần mày mặc trên người thì biết mày chỉ là tên vô dụng thôi. Đúng vậy, dưới trướng anh Báo có hơn 100 anh em đấy. Thằng danh, mày là ai? Dám xông vào biệt thự phá hỏng chuyện tốt của anh Báo. Cô gái được Phương Báo ôm trong lòng tỏ vẻ khinh bỉ nhìn Tiêu Chính Văn châm chọc nói. Sắc mặt Phương Báo lạnh tanh, sờ soạng cô gái trong lòng nói, thằng danh, tao khuyên mày nên quỳ xuống xin tao tha thứ. Nếu đợi anh em của tao đến thì mày sẽ không còn đường thoát nữa đâu. Ồ, vậy sao? Tiêu Chính Văn hứng thú nhìn Phương Báo, trong mắt anh lộ ra sự tự tin ngút trời. Ánh mắt này khiến Phương Báo rùng mình, hắn cau mày lại. Vậy chúng ta cùng đợi đi, xem thử người của mày có đến được không? Tiêu Chính Văn thản nhiên nói, anh lấy thuốc lá mang theo bên mình, châm một điếu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra một làn khói. Rất bình tĩnh. Khiến Phương Báo hoảng hốt, miệng lưỡi khô khốc. Mẹ kiếp, thằng khốn, mày muốn chết sao? Phương Báo giận dữ, lập tức lấy điện thoại gọi cho đàn em. Nhưng điện thoại không kết nối được. Chuyện gì vậy? Bọn chúng chết ở đâu hết rồi? Phương Báo phẫn nộ quát lớn, trên trán toát mồ hôi hột. Anh Báo, sao vậy ạ? Cô gái bên cạnh cũng bắt đầu lo lắng. Phương Báo cố bình tĩnh nói, không có gì. Do tín hiệu không tốt thôi. Nói xong hắn quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, rốt cuộc mày là ai? Mày muốn làm cái gì? Lúc này Tiêu Chính Văn mới hở hững nói một câu, sao vậy? Kẻ buổi tối cho người đi theo xe của tao, tấn công bất ngờ cả nhà ba người bọn tao, không phải là Phương Báo mày ư? Nghe vậy, Phương Báo bừng tỉnh, trong lòng lập tức trở nên căng thẳng. Hắn ngồi xuống ghế sofa, hút một hơi xì gà, hai tay vắt lên ghế. Cười nói, ha ha, tao còn tưởng là ai, thì ra là mày, thằng ở rể rác rưởi nhà họ Khương, con chó hoang nhà họ Tiêu, Tiêu Chính Văn. Nếu mày có thể đến đây vậy chứng tỏ bọn kia đã thất bại rồi. Xem ra mày cũng có chút bản lĩnh, thế này đi, mày làm việc cho tao, tao bảo đảm tiền mày kiếm được sau này sẽ tiêu xài không hết, gái đẹp vây quanh, thế nào? Phương Báo mỉm cười nhìn Tiêu Chính Văn, trong lòng nảy sinh ý đồ khác. Tiêu Chính Văn cười nhạt đáp, tao cảm thấy chẳng ra sao cả, Phương Báo, mày đã làm sai một chuyện, tao đến để tìm mày tính sổ. Con người tao có thù tất báo, ghét nhất là kẻ dám dùng vợ và con gái tao để uy hiếp tao. Họ là giới hạn cuối cùng của tao, cũng là vảy ngược của tao, mày tuyệt đối không nên chọc vào họ. Nói cho tao biết là ai đã sai khiến mày làm vậy. Nghe vậy, sắc mặt Phương Báo trở nên hết sức khó coi, lạnh lùng hừ một tiếng. Phẫn nộ nói, mẹ kiếp, dám hù dọa tao sao? Phương Báo tao lăn lộn ở Tu Hà bao nhiêu năm, chưa từng làm ra chuyện bán đứng chủ nhân như vậy. Đồ vô dụng như mày mà cũng dám hù dọa ông đây ư? Mày xem tao là đứa trẻ 3 tuổi à? Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, xem ra mày rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Nếu đã như vậy thì chúng ta đặt cược đi, mày cảm thấy tay phải của mày đáng giá bao nhiêu tiền? Nghe Tiêu Chính Văn nói như vậy. Cả người Phương Báo run lẩy bẩy, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt hơi căng thẳng và hoài nghi, hắn đứng bật dậy, chỉ tay phải vào Tiêu Chính Văn phẫn nộ quát, chết tiệt, mày đang ở địa bàn của tao đấy, chẳng lẽ mày muốn chặt đứt tay phải của tao luôn sao? Xoẹt! Âm thanh vừa dứt, chỉ thấy một ánh sáng bạc lóe lên. Sau đó, cô gái bên cạnh hoảng sợ nhìn cánh tay phải của Phương Báo, cánh tay vốn lành lặn đã bị chặt đứt, máu văng tung tóe. A a a! Tay của tao, tay của tao. Lúc Phương Báo kịp phản ứng lại thì cả người đã căng cứng, tay trái nắm chặt tay phải, hoảng sợ kêu gào thảm thiết. Cô gái ngồi bên cạnh bị dọa sợ ngất xỉu. Còn Tiêu Chính Văn lãnh đạm ngồi trên sofa, trong tay đang chơi đùa với con dao găm, vẻ mặt hung dữ nhìn khuôn mặt trắng bệch của Phương Báo, nói, bây giờ, đến tay trái của mày. Mày cảm thấy tay trái mày đáng giá bao nhiêu tiền? Phương Báo hơi choáng váng. Tay phải mất máu quá nhiều khiến hắn đứng không vững liền ngã phịch xuống đất. Lúc này Phương Báo hoảng sợ, thật sự hoảng sợ đến cùng cực. Sợ hãi người đàn ông trước mặt này. Vậy mà Tiêu Chính Văn lại dám chặt tay phải của hắn thật.
Người đàn ông này quá độc ác. Tao, em không biết, đại ca, cầu xin anh tha cho em sai rồi, lần sau em không dám nữa. Phương Báo hoảng sợ, bắt đầu cầu xin. Tiêu Chính Văn vẫn nói một câu, trả lời tao, tay trái của mày đáng giá bao nhiêu tiền. Sắc mặt Phương Báo tái nhợt, trên trán toát một lớp mồ hôi lạnh, ngã phịch xuống cả người run bần bật, hắn ngầm nghĩ một lát rồi nói, 100.000 tệ. Tiêu Chính Văn cười nhạt, lắc đầu nói, thiếu rồi, 5 triệu tệ. Chương 204, là anh ta sao? 5 triệu. Phương Báo sợ đến mức suýt ngất đi. Một cái tay trái mà đáng giá tận 5 triệu. Khác gì ăn cướp chứ? Nhưng Phương Báo không thể không đồng ý, vì tay phải hắn đã chẳng còn. Được, 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 nghe đại ca hết, 5 triệu thì 5 triệu, Phương Báo cắn răng đồng ý. Sau đó nói, đại ca, em bị choáng đầu, xin anh tha cho em phải đến bệnh viện ngay bây giờ. Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói tao nói kết thúc rồi sao? Nói xem ai là người đứng sau sai khiến, mày mới được đến bệnh viện. Vừa nghe phải bán đứng ông chủ, sắc mặt Phương Báo lập tức tỏ vẻ căng thẳng. Nếu hắn bán đứng ông chủ thì sau này còn làm ăn gì ở Tu Hà nữa? Nghề này cũng có rất nhiều quy định. Vậy nên, Phương Báo tỏ vẻ rất mâu thuẫn. Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng, nói, nếu mày đã không chịu nói thì thế này đi, chúng ta tiếp tục giao dịch, một chân của mày đáng giá bao nhiêu tiền? Hả, đại ca tha cho em đi, chân của em không đáng giá đâu. Phương Báo sợ rồi. 10 triệu, Tiêu Chính Văn điềm nhiên nói. Ôi mẹ ơi! Phương Báo kinh hoàng, cả người nổi da gà. Cái tên này đúng là ăn cướp mà. Một cái chân mà đòi tận 10 triệu. Tuy Phương Báo có tiền, nhưng vẫn chưa có tiền đến mức này. Đại ca, em thực sự không còn tiền, 10 triệu nhiều quá, Phương Báo tỏ vẻ đau khổ, hắn sắp khóc đến nơi rồi. Ồ, thế hả, ý mày là mày không cần cái chân này nữa chứ gì? Tiêu Chính Văn nở nụ cười lạnh lùng như tu la, khiến Phương Báo sợ hãi vội vàng kêu lên, cần. 10 triệu thì 10 triệu. Nói xong, trong lòng hắn cũng rỉ máu. Lần này hắn kiếm được có 1 triệu. Bây giờ, chỉ chớp mắt đã mất toi 10 triệu. Chết mất thôi. Nhưng, từ tận đáy lòng Phương Báo đang phẫn nộ gào thét, a. Thằng khốn kiếp, mày chờ đấy cho tao, chờ tao qua được cửa ải này, tao sẽ bầm thây cả nhà mày. Tao nhất định phải hiếp vợ mày trước mặt mày. Sự lạnh lùng ở đáy mắt Phương Báo đương nhiên không thoát được con mắt của Tiêu Chính Văn. Anh cười khẩy, nói tao không có nhiều thời gian, không giao dịch từng thứ một với mày nữa. Mày còn một chân, cộng với mấy thứ như mắt, tai, Phương Báo, mày nghĩ cả người mày cộng lại, hoặc nói cách khác là mạng mày đáng giá bao nhiêu tiền. Một câu hỏi khiến Phương Báo cứng họng. Phịch một tiếng. Phương Báo quỳ trước mặt Tiêu Chính Văn, cầu xin, đại ca, xin anh hãy tha cho em đi. Em biết sai thật rồi. Em không dám nữa đâu, chỉ cần anh thả em, sau này em làm trâu làm ngựa, làm người của anh luôn. Làm trâu làm ngựa, xin lỗi nhé, Phương Báo, mày còn chưa có tư cách đó. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sau đó thốt ra một con số, 200 triệu. Mua cái mạng này của mày. 200 triệu. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Phương Báo suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ. Nhìn Tiêu Chính Văn với hai mắt đờ đẫn. Đại ca, em thực sự không có 200 triệu đâu, thôi anh lấy luôn mạng em đi. Phương Báo cũng định liều đến cùng. 200 triệu. Hắn moi đâu ra 200 triệu chứ? Hắn cộng hết tài sản cả nhà lại cũng chỉ được hơn 100 triệu. Ồ, nếu mày đã nói vậy thì tao chỉ đành lấy mạng mày vậy. Tiêu Chính Văn nói xong, đứng dậy, con dao quân đội trong tay lóe lên ánh sáng lạnh khiếp người. Bước từng bước về phía Phương Báo đang quỳ dưới đất. Phương Báo nhìn con dao quân đội nhảy lên xuống theo nhịp điệu trên đầu ngón tay Tiêu Chính Văn, cả người co rúm lại, hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Khoảnh khắc đó, trong mắt hắn, Tiêu Chính Văn chẳng khác gì thần chết đang tới, cả người tỏa ra sát khí ngút trời, như muốn lật tung cả căn biệt thự. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp quá. Đừng giết em, đừng giết em. Em nói, là Ngô Khoan Nghiệp, cậu chủ của tập đoàn Ngô Thị, bảo em làm vậy, cậu ta đưa em 1 triệu. Khoảnh khắc nói xong,
cả người Phương Báo như một quả bóng xì hơi. Hắn biết, sau tối nay, hắn sẽ không còn làm ăn gì ở Tu Hà được nữa. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, nói, Ngô Khoan Nghiệp. Sau đó, anh rời khỏi căn biệt thự. Thấy Tiêu Chính Văn rời đi, Phương Báo mới bỏ dậy, tập tễnh chạy ra ngoài, muốn tìm đàn em đưa hắn đến bệnh viện. Nhưng, còn chưa ra đến cửa. Đột nhiên, một tên côn đồ mặc vest đen xông vào biệt thự. Mày, bọn mày là ai? Bọn mày muốn làm gì? Phương Báo hoảng sợ, nhìn hơn 20 tên côn đồ mặc vest đen đứng đầy phòng khách. Đúng lúc này, Trịnh Thiên Thái bước vào, lạnh lùng nói, Phương Báo, mày to gan lắm, đến ngày Tiêu mà mày cũng dám ra tay, tao thấy mày chán sống rồi đấy. Vừa nhìn thấy Trịnh Thiên Thái, Phương Báo đã sợ đến mức quỳ phịch xuống đất, cả người run rẩy, kêu lên, Thiên, Thiên gia. Tôi sai rồi, tôi sai rồi, tôi sai thật rồi. Tôi không biết anh Tiêu này lại lợi hại đến vậy, tôi chỉ là nhất thời ham tiền, xin Thiên gia hãy tha cho tôi đi. Trịnh Thiên Thái lạnh lùng hừ một tiếng, nói, ngài Tiêu tha cho mày không có nghĩa là tao sẽ tha. Người đâu, trói hắn lại, dìm sông. Vâng, lập tức có mấy tên côn đồ trói Phương Báo lại. Bất kể hắn giãy giụa thế nào cũng vô ích. Cùng lúc đó, trong biệt thự của Ngô Khoan Nghiệp, Khương Mỹ Nghiên và cậu ta đang nằm trên giường, sắc mặt cô ta đỏ ửng, thở hổn hển hỏi, chồng ơi, sao lâu vậy rồi mà chưa có tin tức gì? Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp đang lõa thể trên giường hút thuốc, nói, để anh gọi cho Phương Báo hỏi xem thế nào. Dứt lời, cậu ta gọi cho Phương Báo, nhưng mãi mới có người nghe máy. Alo, Phương Báo, làm việc thế nào rồi? Bắt được người chưa? Ngô Khoan Nghiệp sốt ruột hỏi. Nhưng đầu bên kia vang lên một giọng nói vừa xa lạ vừa quen thuộc, Ngô Khoan Nghiệp. Cậu tìm Phương Báo à? Thế thì xin lỗi nhé, Phương Báo vừa bị tôi dìm xuống sông rồi. Thịch, Ngô Khoan Nghiệp nghe thấy thế, sợ đến mức ngồi bật dậy, sắc mặt hoảng hốt, hỏi, mẹ kiếp mày là ai? Bảo Phương Báo nghe máy đi. Tôi là ai à? Ha ha, tôi là Trịnh Thiên Thái. Ở đầu bên kia cuộc gọi, Trịnh Thiên Thái cầm điện thoại của Phương Báo, sắc mặt lạnh lẽo. Ôi mẹ ơi! Ngô Khoan Nghiệp nghe được câu này, lập tức nhảy dựng lên, sau đó vội vàng khom người cúi đầu, cười nói, Thiên, Thiên gia. Tôi xin lỗi, Thiên gia, vừa nãy tôi nhanh mồm nhanh miệng quá, xin Thiên gia rộng lượng bỏ qua. Ông cứ làm việc đi, tôi cúp máy đây. Nói xong, Ngô Khoan Nghiệp vội vã cúp máy, trán túa mồ hôi lạnh. Lúc này, Khương Mỹ Nghiên ôm Ngô Khoan Nghiệp từ phía sau, cơ thể trắng nõn đang nóng lên. Sao thế? Xảy ra chuyện gì mà anh đổ mồ hôi thế? Vừa rồi lúc làm, anh cũng đâu có chảy nhiều mồ hôi thế này đâu, Khương Mỹ Nghiên nói với giọng óng ẹo. Bây giờ Ngô Khoan Nghiệp nào có tâm trạng nghĩ mấy chuyện này, nói toi rồi. Phương Báo bị Thiên gia dìm sông rồi, chuyện của chúng ta e là cũng hỏng rồi. Khương Mỹ Nghiên vừa nghe thấy thế, lập tức tỉnh táo hẳn, lấy chăn quấn người lại, hỏi, anh nói sao? Phương Báo bị dìm sông rồi sao? Sao lại thế được? Ngô Khoan Nghiệp cũng tỏ vẻ lo lắng và khó hiểu, cậu ta rít mấy hơi thuốc, nhìn Khương Mỹ Nghiên, hỏi, em nói xem liệu có phải do Tiêu Chính Văn không? Chương 205, mày chán sống à? Nghe Ngô Khoan Nghiệp nói vậy, Khương Mỹ Nghiên sững sờ, sau đó bật cười, mắng, sao có thể là do anh ta được chứ? Anh nghĩ nhiều rồi. Ngô Khoan Nghiệp nhíu mày, đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng, nói, không không không, anh cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Em nghĩ mà xem, Tiêu Chính Văn chỉ là một con chó hoang của nhà họ Tiêu 5 năm trước, tại sao lại quen được Hàn Lợi Dân, hơn nữa rất nhiều lần Hàn Lợi Dân còn giúp anh ta. Không những vậy, anh ta còn có mối quan hệ mập mờ với Lý Trường Thắng. Lẽ nào những điều này là do thân phận lính xuất ngũ khu vực phía Bắc của anh ta? Anh cảm thấy khó có khả năng đó, một tên lính xuất ngũ thì làm gì được nâng đỡ ở Tu Hà như vậy chứ? Lúc này, Ngô Khoan Nghiệp chẳng khác gì Sherlock Holmes, đột nhiên nghĩ đến rất nhiều chuyện quan trọng, nhưng càng như vậy, cậu ta lại càng thấy khó hiểu. Nếu Tiêu Chính Văn là quân nhân xuất ngũ khu vực phía Bắc, và tận dụng tốt thân phận này, thì đúng là sẽ được giúp rất nhiều. Dù sao người dân Hoa Quốc cũng có tình cảm đặc biệt đối với quân nhân khu vực phía Bắc. Nhưng dù tận dụng kiểu gì,
thì một quân nhân xuất ngũ bình thường cũng không thể khiến Hàn Lợi Dân và Lý Trường Thắng 5 lần 7 lượt giúp anh ta như thế được. Trừ khi thân phận của anh ta không đơn giản chỉ là quân nhân xuất ngũ khu vực phía Bắc. Đúng đúng đúng. Cả chuyện của nhà họ Ninh tối hôm đó nữa, đến Tổng Tham Mưu Trưởng của Tổng Bộ Chiến khu Đông Nguyên là chiến thần số 1, Thượng tướng Vương Truyền Minh cũng đến. Hơn nữa, bây giờ nghĩ lại, thái độ của Vương Truyền Minh đối với Tiêu Chính Văn lúc đó hơi đặc biệt một chút. Ngô Khoan Nghiệp nghĩ đến đây thì đổ mồ hôi lạnh. Khương Mỹ Nghiên nghe Ngô Khoan Nghiệp phân tích, nhíu mày nói, ý của anh là Tiêu Chính Văn không đơn giản như chúng ta nghĩ. Có khả năng, cực kỳ có khả năng, Ngô Khoan Nghiệp gật đầu lia lịa. Phụt, thấy dáng vẻ nghiêm túc và sợ hãi của Ngô Khoan Nghiệp, Khương Mỹ Nghiên bật cười, nói, được rồi, chồng ơi. Anh nghĩ nhiều rồi đấy, Tiêu Chính Văn thực sự chỉ đơn giản là một quân nhân xuất ngũ bình thường thôi, anh lo nghĩ nhiều rồi, dạo này nhiều áp lực quá, nào, để em hầu hạ anh. Dứt lời, Khương Mỹ Nghiên đứng dậy, người không mảnh vải kéo Ngô Khoan Nghiệp, đè cậu ta xuống giường. Sau đó, trong căn phòng vang lên tiếng cầm sắt hài hòa, điên loan đảo phượng. Ngô Khoan Nghiệp cũng vứt hết mọi lo lắng ra sau đầu. Ngày hôm sau. Ở sân nhỏ nhà họ Khương, Nana sau khi ngủ dậy liền nhào vào lòng Tiêu Chính Văn, thơm chụt một cái lên má anh, cười nói, bố ơi, hôm nay có món gì ngon ạ? Tiêu Chính Văn bế Nana lên, véo chiếc mũi nhỏ của cô bé, cười đáp, bố đưa con đi mua sữa đậu nành và bánh bao súp nhé. Vâng ạ, Nana thích uống sữa đậu nành nhất. Nana vui vẻ khua chân múa tay. Tiêu Chính Văn bế Nana. Nhìn Khương Vi Nhan đang đánh răng rửa mặt, nói, Vi Nhan, anh đưa con ra ngoài mua đồ ăn sáng, em chờ anh về nhé. Khương Vi Nhan một tiếng, nhắc anh đi đường cẩn thận. Tiêu Chính Văn nhanh chóng bế Nana đến một con phố bán đồ ăn sáng ở gần đó. Lúc này là 8 giờ sáng, trên đường toàn là những người đi làm đang ăn sáng trong các cửa hàng, cũng có người mua mang đi. Tiêu Chính Văn chọn một cửa hàng đồ ăn sáng có thương hiệu lâu đời. Đứng xếp hàng phía sau. Đôi mắt to tròn của Nana nhìn những chiếc bánh bao súp vừa được lấy ra vẫn còn trong lồng hấp, thèm chảy nước miếng. Bố ơi, thơm quá đi, Nana cười nói. Đúng lúc này, phía sau đám đông đột nhiên ồn ào. Ôi trời, chen cái gì mà chen, không biết xếp hàng à? Phải đấy, mấy người này sao mà vô văn hóa thế? Mọi người nói nhỏ thôi, bọn chúng là côn đồ ở gần đây. Có mấy tên còn vừa ra tù. Một đám mấy bà cô ông chú nhỏ giọng thì thầm. Phía sau đám người, mấy nam nữ xăm mình, sỏ khuyên tai, nghênh ngang chen lấn, đứng trước mặt Tiêu Chính Văn. Mẹ kiếp, cái lũ già này, nói vớ vẩn cái gì đấy? Ông đây không xếp hàng sao? Mắt nào của mấy người thấy chúng tôi chen ngang hả? Tên đàn ông xăm mình dẫn đầu sỏ 6 cái khuyên tai, cắt đầu đinh. Mặt mày bặm trợn trừng mắt với mấy ông bà đang ồn ào phía sau. Các anh em bên cạnh gã cũng quát lên, còn nói lung tung nữa thì cứ đánh cho lũ già này què hết đi. Lần này thì mọi người không dám ho he nữa. Mấy tên côn đồ kia cũng hừ lạnh, chửi rủa mấy câu. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn nhíu mày, Nana ở trong lòng cũng ôm chặt lấy anh, ngẩng khuôn mặt ngây thơ lên, uất ức nói, bố ơi, Nana sợ. Tiêu Chính Văn cười nói, Nana không cần phải sợ, có bố đây. Sau đó, sắc mặt Tiêu Chính Văn dần trở nên lạnh lùng, mắt sắc như kiếm, anh giơ tay khẽ vỗ vai tên lưu manh trước mặt, nói, này người anh em, chen ngang thế là không hay đâu, chúng tôi đã chờ lâu lắm rồi. Tên lưu manh kia quay lại, tỏ vẻ khó chịu, trừng mắt với Tiêu Chính Văn, quát lên, mẹ kiếp. Mày là thằng chó nào, tao chen ngang đấy thì sao nào? Mày còn lắm mồm nữa, cẩn thận tao xử mày đấy. Mẹ kiếp, mày ăn nói với anh hao tử kiểu gì đấy? Mày chán sống rồi à? Còn đưa cả con theo nữa, nhìn cũng đáng yêu xinh xắn đấy. Nào, để anh bế anh thơm cái nào. Dứt lời, một tên lưu manh tỏ vẻ dâm đãng giơ tay về phía Nana. Rắc, tay gã lập tức bị Tiêu Chính Văn tóm lấy giữa không trung, sau đó anh khẽ dùng lực, bẻ một góc 90 độ, gãy cả xương. Tao ghét nhất là những kẻ bỉ ổi. Tao muốn mày xin lỗi con gái tao. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, sát khí trên người tỏa ra. Tay của tôi, mẹ kiếp mày chán sống à, anh hao tử.
Tên lưu manh kia lập tức hét lên thảm thiết, cả người cũng uốn cong theo hướng cái tay gãy, vẻ mặt đau đớn. Anh Hào Tử nhìn thấy anh em của mình bị đánh, lập tức nổi giận, chỉ vào Tiêu Chính Văn gầm lên, mẹ mày. Quát con mày chán sống rồi chắc, mau buông tay của anh em tao ra, nếu không tao đâm chết mày. Uy hiếp xong, anh Hào Tử rút một con dao gấp trong túi quần ra. Cảnh tượng này khiến các bà cô ông chú đang xếp hàng sợ đến mức tản ra, đứng nhìn từ xa. Còn Tiêu Chính Văn vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, một tay bẻ cong cánh tay của tên lưu manh kia, một tay bế Nana, nói, mày cứ thử xem. Anh Hào Tử nghe thấy thế thì nổi giận. Mẹ kiếp, chán sống chắc. Anh Hào Tử đâm thẳng một nhát vào bụng Tiêu Chính Văn, chỗ này không đến nỗi chết, nhưng có thể khiến người ta lập tức mất khả năng hoạt động. Nhưng, ngay sau đó, Tiêu Chính Văn buông tay, một phát đá bay tên lưu manh bị gãy tay kia, khiến gã va vào anh Hào Tử, con dao gấp của anh Hào Tử cũng phập một tiếng, đâm vào mông gã. Tên lưu manh hét lên thảm thiết, ôm mông ngã xuống đất, mông gã lập tức chảy máu, con dao cắm thẳng vào mông, vẫn đang lắc lư run rẩy trong gió. Ôi mẹ ơi! Những người vây xem xung quanh đều kinh hãi. Trông, cũng hơi thảm. Anh Hào Tử cũng sững sờ, lúc có phản ứng lại, mới phát hiện Tiêu Chính Văn đã đứng trước mặt gã, bàn tay to như cái quạt đang vả tới. Bốp! Tiếng tát như sấm rền, vang khắp con phố bán đồ ăn sáng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, còn chen ngang nữa không? Tiên sư mày, anh Hào Tử ôm gò má rát bỏng, đang định nổi điên. Bốp! Tiêu Chính Văn lại tát thêm cái nữa, vẫn hỏi câu cũ, còn chen ngang nữa không? Mẹ kiếp! Mày đánh tao cái nữa thử xem, anh Hào Tử nổi giận đùng đùng, hai mắt đỏ ngầu. Bốp! Tiêu Chính Văn lại tát thêm cái nữa, cái tát này lập tức khiến anh Hào Tử bay ra ngoài, răng rụng đầy đất, miệng chảy cả máu, đầu óc choáng váng nằm dưới đất. Mày chờ đấy cho tao! Mày cứ đứng đấy, chờ tao dẫn người quay lại thịt mày! Anh Hào Tử che cái miệng đầy máu tươi, bò dậy, dẫn theo mấy người chạy mất. Tiêu Chính Văn thản nhiên nhìn, sau đó nói với ông chủ cửa hàng đồ ăn sáng đang ngây người, ông chủ, 3 cốc sữa đậu nành, 20 chiếc bánh bao súp. Hả, được, có ngay đây, ông chủ lúc này mới có phản ứng lại. Sau lưng anh, một đám các bà cô ông chú cũng nhao nhao khen ngợi hành động của Tiêu Chính Văn. Anh chỉ thản nhiên cười một cái. Sau đó, anh xách đồ ăn sáng chuẩn bị rời đi, nhưng ở đầu đường, đột nhiên xuất hiện mấy chục tên côn đồ xăm mình tay cầm dao phay và ống thép, đá bay không ít bàn ghế, kẻ nào cũng đằng đằng sát khí bước về phía Tiêu Chính Văn. Mẹ kiếp, là mày đánh con trai của Lâm lão hổ tao đúng không? Một tiếng gầm vang vọng cả con phố bán đồ ăn sáng. Chương 206, 300 người lính. 20, 30 tên côn đồ đều để trần nửa thân trên. Vai vắt một thứ như khăn bông trắng, tay cầm mấy thứ bằng sắt như dao phay, ống thép, cờ lê. Khí thế hung hãn. Đám người này chặn luôn một đầu con phố bán đồ ăn sáng lại. Mấy tên côn đồ dẫn đầu vóc dáng vạm vỡ, trên người xăm rồng vẽ hổ, nhìn rất đáng sợ. Chẳng mấy chốc, các khách khứa đang ăn sáng đều bỏ chạy tứ tán, chỉ đứng nhìn từ xa. Thậm chí có không ít cửa hàng còn đóng cửa tiễn khách. Cả con phố đồ ăn sáng lập tức nổi phong ba, mây đen trên trời cũng xả xuống, không khí ngột ngạt, khiến người ta thấy gai cả người. Trời đất, cậu thanh niên kia sợ là tới số rồi, Lâm lão hổ này là côn đồ ở gần đây. Dưới trướng có hơn 30 đàn em, toàn là những người của cửa hàng sửa chữa ô tô và công trường gần đây, ra tay độc ác lắm. Phải đấy, hồi còn trẻ, tên Lâm lão hổ này từng ngồi tù, sau khi ra tù liền tập hợp một đám anh em. Độc chiếm 3 con phố và 2 khu phố quanh đây, xưng vương xưng bá. Anh chàng kia xui xẻo thật, đi mua đồ ăn sáng mà cũng đắc tội với con trai của Lâm lão hổ. Đám người bàn tán xôn xao, cảm thấy tiếc thương cho Tiêu Chính Văn. Bởi vì bọn họ biết rõ Lâm lão hổ là người vô cùng độc ác tàn nhẫn. Là kẻ ác nổi tiếng ở gần đây. Những người bị lão đánh tàn phế, ít cũng phải mấy trăm người. Hơn nữa, bọn chúng còn chiếm đất xương vua ở gần đây, giải rất nhiều đinh ở trên đường, chuyên lừa lọc các chủ xe bị nổ lốp. Rất nhiều người phải oán thán. Nhưng tên Lâm lão hổ này vẫn bình yên vô sự, bởi vì sau lưng lão có người chống lưng, quyền lực lại lớn,
hợp tác với bọn lão kiếm được rất nhiều. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang bế Nana, sắc mặt lạnh lùng, nhìn hơn 20 tên côn đồ trước mặt, chẳng chút sợ hãi. Nhưng Nana lại sợ đến mức vội vàng trốn trong lòng Tiêu Chính Văn, khóc hù hù nói, bố ơi, con sợ. Tiêu Chính Văn xoa đầu Nana, nói, không phải sợ, có bố đây mà. Anh nói xong, anh Hào Tử vừa bị đánh cho chạy té khói chui từ phía sau lên, che cái miệng đã rụng mấy cái răng, tức giận chỉ vào Tiêu Chính Văn, gào lên với tên côn đồ trung niên xăm hình hổ xuống núi ở trước mặt, bố. Chính thằng nhãi này đánh con bị đánh gãy mất mấy cái răng đây này. Sắc mặt Lâm lão hổ nanh ác, mắt xếch lên, giơ tay vuốt mặt con trai, ánh mắt lạnh tanh, tát cho anh Hào Tử một cái, tức giận mắng, thằng vô dụng. Tao đã dạy mày thế nào hả? Không đánh thắng được thì đừng có về nhà. Anh Hào Tử bị tát cho ngu người, khép na khép nép đứng sau Lâm lão hổ, không dám ho he tiếng nào. Sau đó, sắc mặt Lâm lão hổ lạnh lẽo, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, quát, quát con. Là mày ra tay đúng không? Tiêu Chính Văn điềm nhiên gật đầu đáp, là tôi. Tốt lắm. Lâm lão hổ cười khen ngợi, nói, dám làm dám nhận, là một hảo hán. Lâm lão hổ tao cũng không phải loại người ỷ đông hiếp ít, tay nào của mày đánh con trai tao thì mày tự chặt đi. Nói xong, Lâm lão hổ rút một con dao dựa sáng loáng ở thắt lưng ra, ném trước mặt Tiêu Chính Văn. Hơn 20 anh em đằng sau lão, bao gồm cả đám người Hao Tử, đều nhìn Tiêu Chính Văn cười âm hiểm. Những người dân vây xem xung quanh cũng ổ lên xì xào. Thế này mà bảo là không ỷ đông hiếp ít, đúng là không biết xấu hổ. Đám người này đúng là mất dạy thật, chúng ta báo cảnh sát đi. Anh điên à, đắc tội Lâm lão hổ thì chúng ta chết cả lũ đấy. Mọi người sợ hãi, muốn giúp Tiêu Chính Văn nhưng lại sợ bị Lâm lão hổ trả thù. Dù gì Lâm lão hổ cũng có người ở trên chống lưng. Còn bọn họ chỉ là người dân bình thường, cũng sống ở gần đây, lúc nào cũng chạm mặt nhau. Trong tiếng bàn tán của mọi người, Tiêu Chính Văn thản nhiên nhìn đám người Lâm lão hổ. Nở nụ cười nhạt, nói, trước giờ chưa ai dám bảo tôi tự chặt một tay đâu, ông là người đầu tiên, cũng là người cuối cùng. Ồ, tất cả mọi người kinh ngạc. Đây là Lâm lão hổ đấy, cậu thanh niên này không xin tha mà còn khiêu khích lại. Toi rồi, chết chắc rồi. Lâm lão hổ cười lạnh lùng, nói, oát con, mày đúng là vinh váo thật đấy, nhưng vinh váo thì phải trả giá. Mày nghĩ hôm nay mày có bản lĩnh gì để nguyên vẹn rời khỏi đây nào? Tiêu Chính Văn cười nhạt, nói tôi nghĩ là được. Lâm lão hổ nghe thấy thế thì mặt mũi lạnh tanh, nói, oát con, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, mày phải chết. Vậy sao, thế các ông ngoảnh lại mà xem. Tiêu Chính Văn bình thản nói một câu. Lâm lão hổ nhíu mày, quát, nhìn cái chó gì? Mẹ kiếp mày còn định dọa cả tao đấy à? Lâm lão hổ tao đã sống ở đây hơn 20 năm chưa từng sợ ai đâu. Mày bảo tao nhìn là tao phải nhìn chắc. Sao nào, mày còn gọi cả cứu viện đến sao? Vừa nói xong, cả con phố bán đồ ăn sáng đột nhiên rung ầm ầm lên. Cứ như có hàng vạn con ngựa đang phi tới. Nhà cửa, bàn ghế xung quanh con phố cũng rung nhẹ, rơi xuống kha khá bụi. Động tĩnh này khiến người dân vây xem. Và cả đám người Lâm lão hổ đều phải ngoảnh lại nhìn. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn ai nấy đã phải trố mắt ra. Ở cuối con đường đột nhiên xuất hiện 7-8 chiếc xe tải màu xanh lá cây. Từng người lính mặc quân phục màu xanh lá cây đậm, vũ trang đầy đủ, mang theo súng ống nhảy xuống xe. Động tác của bọn họ đều tăm tắp, nhanh chóng tập hợp thành một đội hình, phải mấy trăm người, lập tức đứng đầy cuối đường. Nhìn qua, đội hình màu xanh lá cây đậm tỏa ra sát khí ngút trời. Lúc nhìn thấy cảnh tượng này, Lâm lão hổ cũng hoảng sợ, hai chân bắt đầu nhún ra, sợ hãi kêu lên, xảy ra chuyện gì vậy? Sao lại có nhiều lính thế này? Con trai lão, chính là anh Hao Tử, cũng hết cả hồn, trốn sau lưng Lâm lão hổ, kinh hãi gào lên, bố, chắc không phải họ đến bắt chúng ta đấy chứ? Bốp! Lâm lão hổ tát vào đầu gã một cái. Quát, nhìn cái vẻ nhút nhát của mày đi. Sao Lâm lão hổ tao lại sinh ra loại vô tích sự như mày chứ? Chúng ta phạm pháp chắc, bọn họ dựa vào đâu mà bắt chúng ta chứ? Với lại, bố mày cũng có người quen. Không phải sợ, chắc là kiểm tra theo lệ thôi.
Lúc lão nói, các binh lính đã cất bước đi tới đều tăm tắp. Cộp cộp cộp, tiếng bước chân vang trời, cũng chấn động cả lòng người. 300 người lính mang theo súng thật đạn thật, cầm súng trước ngực, lúc này đang hành quân, đứng chật cả con phố đồ ăn sáng. Đại đội trưởng dẫn đầu mang quân hàm trung úy. Anh ta bước từng bước tới trước mặt Tiêu Chính Văn, đứng nghiêm chào, cao giọng nói, trung úy Nhậm Lương, đại đội trưởng đại đội 6, phân khu Tây Thành thuộc sở chỉ huy quân đội Tu Hà, ra mắt anh Tiêu. Chương 207, lá gan cũng không nhỏ. Lúc này Nhậm Lương, đại đội trưởng đội 6 phân khu Tây Thành của sở chỉ huy quân đoàn Tu Hà, dẫn theo 300 binh lính cung kính nhìn Tiêu Chính Văn. Chào anh Tiêu. Khí thế hùng hổ, âm thanh lớn đến mức người điếc cũng có thể nghe rõ. Cảnh tượng này khiến người ở cả con phố đều chấn động. Lúc này mọi người đều run rẩy nhìn Tiêu Chính Văn đang ôm Nana. Trời ạ, tôi nhìn thấy cái gì vậy? Trung úy Nhậm Lương thế mà lại chào cái tên đó à? Trời ạ, Nhậm Lương là người quản lý trực tiếp khu vực của chúng ta đấy, anh ta lại cung kính với cậu thanh niên đó như vậy. Lần này Lâm lão hổ xong đời rồi, không ngờ đụng phải người có lai lịch lớn như vậy. Mọi người bàn tán xôn xao như vậy khiến Lâm lão hổ cũng vô cùng kinh hãi. Lão biết Nhậm Lương, người quản lý trực tiếp phân khu Tây Thành. Dưới quyền anh ta có hàng trăm binh lính, còn là một trung úy. Thân phận và năng lực như vậy không phải là người mà Lâm lão hổ lão có thể chống đối. Lúc này Tiêu Chính Văn thờ ơ nhìn Nhậm Lương nói, đến cũng nhanh đấy. Tôi chỉ vừa mới gửi tin nhắn cho thiếu tá Hàn Lợi Dân của các anh là các anh đã đến rồi. Nhậm Lương cười nói, chủ soái, anh chê cười rồi. Vừa lúc tôi dẫn binh lính dưới trướng chuẩn bị đến núi gần đây tập luyện thì nhận được điện thoại cửa thiếu tá Hàn nên lập tức chạy đến đây. Chủ soái, anh không sao chứ? Tiêu Chính Văn lắc đầu nói, tôi không sao. Nhậm Lương gật đầu sau đó xoay người lại, lạnh lùng nhìn đám người Lâm lão hổ đứng cách đó không xa. Lâm lão hổ nhìn thấy Nhậm Lương và Tiêu Chính Văn cười nói gì đó, càng nhìn lão càng hoảng sợ. Xong rồi, xong rồi. Lần này xem như gặp chuyện lớn rồi. Lâm lão hổ, ông thật to gan, dám vây đánh cả anh Tiêu à, còn muốn đánh gãy tay của anh Tiêu phải không? Nhậm Lương tức giận giống lên, sắc mặt cực kỳ u ám, lúc này quân phục trên người như có thêm một tầng hơi thở hung thần lạnh thấu xương khiến Lâm lão hổ run lẩy bẩy. Lâm lão hổ vội vã cúi đầu nói, trưởng quan Nhậm, cậu hiểu lầm rồi. Tôi cũng không biết cậu Tiêu này quen với cậu, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, tôi sẽ dẫn người đi. Dứt lời, Lâm lão hổ ra hiệu cho người của mình rồi xoay người định chuồn lẹ. Nhưng, cạch cạch, lúc này 300 binh lính đằng sau nâng súng lên, đạn đã lên nòng, nhắm vào đám người Lâm lão hổ. Trong thoáng chốc đám người Lâm lão hổ khiếp sợ, chán ướt đẫm mồ hôi. Tôi có nói cho các ông đi sao? Nhậm Lương lạnh lùng hỏi, ánh mắt xoẹt qua tia hung ác. Bộp! Lâm lão hổ sợ tới mức quỳ rạp xuống, hơn 20 anh em đứng đằng sau lão cũng quỳ xuống theo. Trưởng quan Nhậm tha mạng, tôi không phạm pháp, đều là hiểu lầm, xin trưởng quan Nhậm giơ cao đánh khẽ, Lâm lão hổ cúi đầu xin tha nói. Trưởng quan Nhậm tha mạng! Bỏ qua cho chúng tôi đi, nhà chúng tôi trên có già dưới có trẻ, tuyệt đối sẽ không có lần sau. Bỗng chốc đám người này đều quỳ rạp xuống đất xin tha mạng. Cảnh tượng này cũng khiến đám người hóng hớt xung quanh thấy nực cười. Trước đó đám người Lâm lão hổ này còn ngạo nghễ, không xem ai ra gì mà giờ lại quỳ xuống xin tha, đúng là nghiệp báo. Nhậm Lương lạnh lùng trợn mắt nhìn Lâm lão hổ nói, Lâm lão hổ, ông nghĩ xin tôi tha thứ có tác dụng sao? Ông không biết mình đã xúc phạm đến ai à? Lộp bộp. Nghe vậy Lâm lão hổ ngẩng đầu lên, cả người run cầm cập nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó lão vội vã bỏ qua chỗ anh, liên tục cúi đầu xin tha, cậu Tiêu, tôi xin lỗi, là tôi quản lý người không chu đáo nên mới để đám này xúc phạm đến cậu, cũng là tôi nhất thời hồ đồ xúc phạm đến cậu. Xin cậu Tiêu tha thứ, xin cậu Tiêu rộng lòng bao dung tha cho chúng tôi một con đường sống. Bộp bộp bộp, dứt lời, Lâm lão hổ dập mạnh đầu xuống nền gạch lồi lõm. Chỉ chốc sau, trán lão đầy máu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Lâm lão hổ nói, tôi có thể bỏ qua cho ông nhưng ông phải nói ra người đứng đằng sau. Có thể chiếm địa bàn ở đây lâu như vậy, Lâm lão hổ không chỉ có thực lực mà chắc chắn đằng sau lão còn có người chống lưng.
Nếu đã gặp phải thì Tiêu Chính Văn quyết định nhổ sạch tận gốc. Chuyện này, nghe anh nói vậy, Lâm lão hổ run rẩy. Đây là chuyện lớn, xử lý không tốt là có thể chết người. Lâm lão hổ, sắp chết đến nơi rồi mà ông còn muốn bao che cho ai hả? Mau nói đi, Nhậm Lương cũng tức giận quát. Thứ anh ta căm hờn nhất là thế lực tà ác và mấy cái ô to tướng đứng đằng sau những thế lực này nữa. Lâm lão hổ do dự hồi lâu mới nói, trưởng quan Nhậm, cậu Tiêu, nếu tôi bán đứng người đó thì các cậu nhất định phải bắt được người đó. Nếu không cả nhà tôi và các anh em của tôi đều tiêu đời. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, ông còn tư cách ra giá với tôi à? Nghe vậy, Lâm lão hổ cũng biết hôm nay mình khó mà thoát. Sau đó lão dứt khoát lấy điện thoại ra gọi cho một dãy số, alo, anh Quân, là tôi Lâm lão hổ đây. Bên tôi xảy ra chút chuyện, tôi gặp phải một tên rất hung hãn nên cần anh dẫn vài người đến. Cúp điện thoại xong cả người Lâm lão hổ tựa như bong bóng xì hơi, quỳ rạp trên mặt đất, hai mắt thất thần. Tiêu Chính Văn cũng nhìn Nhậm Lương nói, trước tiên cứ bảo người của anh trốn đi, chúng tôi cùng xem thử người đến là ai. Nhậm Lương gật đầu ra lệnh, tất cả, nấp vào chỗ kín. Bụp bụp bụp, thoáng chốc, 300 binh lính đều trốn trong quán ăn sáng gần đó hoặc cũng có người nấp phía sau các thiết bị xung quanh. Khoảng hơn 10 phút, vài chiếc xe jeep của quân đội bỗng lao đến. Bụp, cửa xe bị một cú đá mạnh mở tung ra, vài binh lính mặc quân phục, cầm theo súng bước xuống xe. Rõ ràng là binh lính không mấy tốt đẹp. Từ đằng xa chúng đã thấy Lâm lão hổ đứng cạnh Tiêu Chính Văn và một đám đàn em phía sau Lâm lão hổ. Trên vai người đàn ông dẫn đầu là quân hàm cấp bậc hạ úy. Lúc này hắn đang chỉnh lại mũ của mình, thái độ rất ngạo mạn, sắc mặt lạnh băng dẫn theo 7-8 đàn em phía sau đi đến hàm hổ nói, mẹ kiếp. Lâm lão hổ, sao ông lại vô dụng như vậy, người kia đâu? Lâm lão hổ dạ dạ vâng vâng đứng đằng sau Tiêu Chính Văn, ánh mắt ra hiệu anh Quân. Bao quân đó nhìn Tiêu Chính Văn bên cạnh Lâm lão hổ, sau đó giơ tay tát Lâm lão hổ rồi quát, vô dụng. Chỉ là một thằng ôm theo một đứa bé thôi mà ông cũng không đối phó được à. Còn bảo tôi đưa người đến giải quyết cho ông. Lúc này Lâm lão hổ giận mà không dám nói, chỉ đành ôm mặt buồn bực im lặng. Bao quân chống nạnh, đôi mắt dưới cái mũ cao ngạo, khiêu khích nhìn Tiêu Chính Văn đang ôm Nana, lạnh lùng cười nói, thằng kia tên gì? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt đáp, Tiêu Chính Văn. Nghe vậy, bao quân cau mày nói, tên mày nghe quen tai nhỉ, có cảm giác đã nghe ở đâu đó rồi. Bao quân suy nghĩ một hồi cũng không nhớ ra mình đã từng nghe ở đâu, sau đó hắn nói, tao mặc kệ mày là ai, nếu đã dám gây chuyện ở địa bàn của tao thì tao chỉ có thể dẫn mày đi. Người đâu, bắt hắn đi. Bao quân vừa ra lệnh, hai binh lính ở phía sau cầm súng lên bước đến định bắt Tiêu Chính Văn đi. Nhưng, lúc này một giọng nói tức giận giống lên vang vọng khắp con phố. Láo xược, bao quân, anh thật to gan, chỉ là chức hạ úy nhỏ bé mà cũng dám bắt chủ soái Bắc Lương đi à? Chương 208, không chịu nổi sao? Vừa dứt lời, Nhậm Lương đang trốn trong quán ăn sáng gần đó mặt lạnh như băng bước ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đám người bao quân. Nhìn thấy Nhậm Lương, ánh mắt bao quân cũng lóe lên vẻ ngạc nhiên và lạnh lùng. Sao Nhậm Lương lại ở đây? Hắn nhìn Nhậm Lương rồi lại nhìn Lâm lão hổ, sau đó tức giận đá vào Lâm lão hổ làm lão ngã nhào xuống đất, quát Lâm lão hổ, mẹ kiếp, mày cố ý gạt tao phải không? Có tin bây giờ bố mày giết chết mày không? Nói xong, bao quân rút một cây súng lục từ thắt lưng ra, lên nòng, nhắm ngay vào đầu Lâm lão hổ. Lâm lão hổ sợ tè cả ra quần, cầu xin tha, anh Quân, tôi xin lỗi, tôi cũng không muốn. Là trưởng quan Nhậm bảo tôi làm vậy. Đủ rồi, bao quân, anh còn dám rút súng ngay trước mặt tôi à? Có còn xem trưởng quan tôi ra gì không hả? Nhậm Lương tức giận, sắc mặt cực kỳ u ám. Tên bao quân này thật sự coi trời bằng vung. Vậy mà còn dám ỷ vào thân phận hạ úy của mình để bắt tay với mấy tên côn đồ ở đây làm chuyện phạm pháp, mất kỷ luật như vậy. Không thể tha thứ. Bao quân giữ tợn nhét súng vào lại thắt lưng, nhíu mày thờ ơ nhìn Nhậm Lương, lạnh lùng nói, Trung úy Nhậm, mặc dù quân hàm của anh cao hơn tôi một bậc nhưng tôi không phải là cấp dưới của anh. Anh vẫn không có tư cách và quyền hạn ra lệnh cho tôi. Nghe vậy Nhậm Lương nổi giận,
chỉ vào Bao Quân mắng, Bao Quân, anh làm phản rồi. Anh muốn làm trái kỷ luật phải không? Gặp trưởng quan mà còn dám nói mấy lời ngông cuồng vậy à? Bao Quân cười ha hả nói, trưởng quan Nhậm, anh hung dữ với tôi có lợi gì, có bản lĩnh thì hung dữ với anh tôi đi. Anh tôi là đại đội trưởng phân khu Nam Thành đấy, cũng là trung úy. Anh muốn động vào tôi có phải cũng nên có sự đồng ý của anh tôi không nhỉ? Dứt lời, Bao Quân cười khẩy, khiêu khích nhìn Nhậm Lương, không hề xem trọng một trung úy như anh ta. Nhậm Lương cũng cau mày, sắc mặt hơi khó coi. Lúc này Tiêu Chính Văn nhỏ giọng hỏi, anh của anh ta là ai? Nhậm Lương đáp, chủ soái, anh của anh ta là Bao Đại Long, là đại đội trưởng phân khu Nam Thành, quân hàm là trung úy giống tôi. Danh tiếng ở phân khu Nam Thành của Bao Đại Long này rất xấu, đối xử với binh lính dưới trướng của mình rất độc ác, hơn nữa tính cách khá nóng nảy, đắc tội với rất nhiều người. Quan trọng hơn là Bao Đại Long này có quan hệ với thế lực ngầm của Tu Hà nhưng ngại hắn là trung úy, hơn nữa bố của hắn Bao Kiến Thiên là tổng tham mưu trưởng nhiệm kỳ trước của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, quân hàm thượng úy, bây giờ đã về hưu dưỡng già ở vùng quê Tu Hà. Hai anh em Bao Đại Long và Bao Quân này có thể nói là con sâu mọt trong sở chỉ huy quân đội Tu Hà. Thiếu tá Hàn Lợi Dân đã mấy lần muốn cách chức họ nhưng ngại thể diện và thế lực của Bao Kiến Thiên, cũng không có chứng cứ xác thực nên cứ chần chừ mãi không ra tay. Nghe Nhậm Lương nói xong, Tiêu Chính Văn cũng đã hiểu rõ tình hình, hóa ra là con ông cháu cha trong quân đội. Chỉ là con ông cháu cha mà cũng dám ngông cuồng trước mặt mình à. Khóe miệng Tiêu Chính Văn nhếch lên nụ cười khẩy. Lúc này Bao Quân mới để ý đến Tiêu Chính Văn đứng trước mặt Nhậm Lương. Nhìn thái độ cung kính của Nhậm Lương với tên đó. Nhậm Lương, anh vừa nói cái gì? Cái gì mà chủ soái Bắc Lương? Bao Quân bâng quơ hỏi, lời nói còn có ý chế giễu. Nhậm Lương lạnh lùng hừ một tiếng hét lớn, Bao Quân, anh đúng là gan to bằng trời. Thấy chủ soái Bắc Lương mà còn không quỳ xuống nhận tội. Soạt. Vừa nghe Nhậm Lương nói vậy, người dân xung quanh đó ngay cả Lâm Lão Hổ cũng ngây người. Tiêu Chính Văn là chủ soái Bắc Lương. Sao, sao có thể có chuyện này chứ? Ha ha ha. Bao Quân bật cười, khinh bỉ nói, Nhậm Lương, anh dọa ông đây đấy à? Chủ soái Bắc Lương, nếu hắn là chủ soái Bắc Lương thì Bao Quân tôi đây chính là bố của Thiên Vương. Ha ha ha, anh Quân nói phải. Nếu tên này là chủ soái Bắc Lương thì chúng ta là bố anh ta. Trưởng quan Nhậm, anh cũng buồn cười quá đấy, cứ lôi bừa một người đến giả mạo chủ soái Bắc Lương là tội chết đấy. Anh Quân, đừng phí lời với chúng, tôi gọi người đến. Mấy binh lính xấu xa đằng sau Bao Quân cũng cười chế nhạo, một người trong đó lấy điện thoại ra gọi đến doanh trại nói, anh Quân ra lệnh lập tức dẫn anh em trong doanh trại đến phố ăn sáng ở phân khu Tây Thành. Nhanh lên một chút. Bên này nghe đám người Bao Quân chế nhạo và sỉ nhục Tiêu Chính Văn, Nhậm Lương tức giận, cả người toát ra sát khí dữ tợn. Bao Quân, anh đúng là quá ngông cuồng, lại còn dám nhạo báng chủ soái Bắc Lương, anh rất hết não rồi à, Nhậm Lương tức giận quát. Bao Quân này quả thật đang vuốt râu hùm. Trò đùa này hơi quá rồi. Thế nhưng Bao Quân lại không cho là như vậy, được rồi, trung úy Nhậm, anh muốn đối phó với tôi cũng không cần phải tìm mấy tên diễn viên này. Còn chủ soái Bắc Lương, dù chủ soái Bắc Lương có ở đây thì thế nào? Nơi này là Tu Hà, anh tôi là Bao Đại Long, bố tôi là Bao Kiến Thiên, phép vua thua lệ làng. Chủ soái Bắc Lương muốn thể hiện mình ở đây vẫn cần phải được nhà họ Bao tôi đồng ý. Câu nói này của hắn khiến người khác cảm thấy vô cùng kinh hãi. Nhậm Lương tức giận không thôi, anh ta vừa định rút súng ra thì Tiêu Chính Văn lên tiếng. Ý anh là dù chủ soái Bắc Lương có ở đây cũng không thể động vào ba bố con nhà họ Bao anh sao? Đúng vậy, sắc mặt Bao Quân không thay đổi đáp. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, tốt lắm, nhớ những lời anh vừa nói đấy. Ra tay đi. Anh vừa dứt lời, Nhậm Lương lập tức phung tay lên hét, tất cả nghe lệnh. Lập tức bắt đám người Bao Quân lại. Bình bịch. 300 binh lính được trang bị vũ trang xông ra từ trong quán ăn sáng và đằng sau các thiết bị xung quanh bao vây lấy đám người Bao Quân. Hoảng loạn. Lúc đó Bao Quân hoảng sợ nhìn binh lính xung quanh bao vây lấy mình. Hắn tức giận hét lên với Nhậm Lương, Nhậm Lương, anh muốn làm gì, muốn bắt tôi à? Nói xong Bao Quân nhanh chóng rút súng ra. Nhưng Nhậm Lương xông đến đá vào người hắn khiến hắn văng ra xa,
sau đó đụng vào bàn ghế bên cạnh, ngã lăn quay ra mặt đất. Bụp! Sau đó Nhậm Lương bước tới giẫm lên ngực Bao Quân. Bao Quân, anh đã bị bắt. Bao Quân tức đỏ mặt quát giống lên, Nhậm Lương, anh muốn chết, anh dám bắt tôi, anh tôi sẽ không tha cho anh đâu. Nhưng mặc kệ Bao Quân vùng vẫy thế nào cũng vô dụng, mấy binh lính bước đến bẻ ngược tay Bao Quân ra sau, đồng thời lấy hết trang bị của hắn xuống. Vài binh lính còn lại cũng bị đè xuống đất. Họ vẫn không phục, lớn giọng hét lên. Anh Quân, cứu bọn em với. Nhưng bây giờ Bao Quân cũng không thể tự bảo vệ được mình. Hắn nhìn Nhậm Lương với ánh mắt u ám nói, Nhậm Lương, tôi khuyên anh tốt nhất anh nên bỏ tôi ra. Nếu không anh sẽ không chịu nổi cơn giận của anh tôi, không chịu nổi cơn giận của phân khu Nam Thành đâu. Bốp! Nhậm Lương vả thẳng vào mặt hắn, vậy thì đã sao? Bao Quân, đến bây giờ anh còn không biết mình đã đắc tội với ai sao? Chương 209, thực lực của anh vẫn chưa đủ. Bao Quân sửng sốt, cau mày nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó tức giận khiển trách Nhậm Lương, nói, Nhậm Lương, đừng lôi mấy chuyện hồ đồ đó ra để lừa tôi. Anh chỉ muốn tìm cớ bắt tôi để uy hiếp anh trai tôi thôi. Có phải Hàn Lợi Dân bảo các anh làm như vậy không? Tôi biết mà, Hàn Lợi Dân muốn ra tay với nhà họ Bao chúng tôi từ lâu rồi. Không ngờ rằng, hôm nay anh ta lại dám giở trò với tôi. Nhậm Lương, anh nên biết rằng bố của tôi là ai. Ông ấy là tham mưu trưởng nhiệm kỳ trước của Sở Chỉ huy Tu Hà, ở Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà có rất nhiều học sinh của ông ấy. Đắc tội với nhà họ Bao chúng tôi, Nhậm Lương anh cũng sẽ bị tước bộ quân phục này. Nhậm Lương cười khẩy, nói cuối cùng ai bị tước quân phục, sau này anh sẽ biết, đưa đi. Khi Nhậm Lương vừa hạ lệnh, vài binh lính lập tức bắt giữ đám người Bao Quân định đưa đi. Tuy nhiên, ở cuối phố đột nhiên vang lên một tiếng gầm giận dữ. Quá quát, để tôi xem hôm nay ai dám dắt em trai tôi đi. Tiếng gầm này vang rền như sấm khắp con phố ăn sáng. Ngay sau đó, một tiếng bước chân dồn dập từ xa đến gần nhanh chóng truyền tới. Mọi người quay đầu lại nhìn, thấy một nhóm binh lính khác được trang bị đầy đủ súng ống đạn dược, dẫn đầu là một người đàn ông mặc quân phục vô cùng vạm vỡ, đang nhanh chóng xông tới. Cỡ cũng phải khoảng 100 binh lính. Bọn họ xông tới, lập tức chĩa súng vào đám người Nhậm Lương. Ngay lập tức, một cuộc đối đầu giữa hai nhóm lực lượng quân sự đã nổ ra ở hai đầu của con phố ăn sáng này. Người đàn ông mặc quân phục dẫn đầu, cao 1m9, mang quân hàm trung úy sáng chói trên vai, bước đi như hổ, thân hình vạm vỡ, hai mặt trợn to như chuông đồng, vẻ mặt đỏ bừng tức giận, nhìn chằm chằm Nhậm Lương, hét lớn, Nhậm Lương, cậu muốn dắt em trai tôi đi sao? Tiếng gầm này vang rền như tiếng sấm. Nhậm Lương khẽ run lên. Sắc mặt có hơi khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn hắn. Bao Đại Long, đại đội trưởng phân khu Nam Thành, trung úy, cũng là anh trai của Bao Quân. Bao Đại Long này rất hung ác, nếu không phải vì bộ quân phục trên người, rất có thể hắn đã trở thành đại ca của thế giới ngầm. Bao Quân nhìn thấy anh trai của mình tới, lập tức hét lớn, anh ơi, mau đến cứu em, Nhậm Lương này điên rồi, lại dám sai người bắt em. Còn nữa, anh ta còn bày kế để gài bẫy em. Em nghĩ, việc này ít nhiều cũng có liên quan đến Hàn Lợi Dân. Bốp! Bao Đại Long tát thẳng vào mặt Bao Quân một cái, phẫn nộ hét lớn, rác rưởi. Em đang mặc bộ quân phục trên người lại dám gọi thẳng tên của thiếu tá Hàn, em muốn chết sao? Bao Quân sửng sốt, đầu óc quay cuồng, khóe mắt lóe lên tia sắc bén. Sau đó, Bao Đại Long quay đầu nhìn Nhậm Lương, nói, Nhậm Lương. Tôi chỉ có một yêu cầu, thả em trai tôi ra. Nhậm Lương không hề nhượng bộ, nói, Bao Đại Long. Tuyệt đối không được, Bao Quân gia nhập xã hội đen, trước tiên là phạm vào kỷ luật, còn gây rối trong phân khu của tôi có quyền dắt anh ta về thẩm vấn. Dắt về thẩm vấn. Bao Đại Long bật cười ha hả, nói, hôm nay để tôi xem ai dám dắt em trai tôi về thẩm vấn. Một câu nói khiến hơn trăm binh lính đằng sau Bao Đại Long lập tức lên cò súng. Binh lính phía bên Nhậm Lương cũng lập tức mở chốt an toàn. Những người dân xung quanh sợ hãi bỏ chạy tứ phía, chỉ dám đứng từ xa xem. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Sắc mặt Nhậm Lương khó coi vô cùng,
đang định mở miệng khiển trách Bao Đại Long về sự vô pháp vô cương của hắn, Tiêu Chính Văn ở bên cạnh đã đứng ra, lông mày mang theo sát khí, nhìn Bao Đại Long, hỏi, anh là Bao Đại Long à? Bao Đại Long quay đầu, ánh mắt khinh bỉ nhìn Tiêu Chính Văn, lạnh lùng nói, anh là ai? Bao Quân lập tức hét lớn, anh ơi! Hắn chính là người mà Nhậm Lương tìm tới để gài bẫy em. Hắn và Nhậm Lương cùng diễn kịch. Nghe thấy vậy, Bao Đại Long sa sầm mặt mày, nói với Tiêu Chính Văn, thằng nhãi. Anh nên biết rằng, đắc tội với đội quân của phân khu chúng tôi, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lúc này Tiêu Chính Văn đã giao Na Na cho binh lính khác chăm sóc, anh đứng trước mặt Bao Đại Long với vẻ mặt bình tĩnh, nói hậu quả nghiêm trọng gì. Nghe thấy vậy, Bao Đại Long sửng sốt, trong mắt lộ ra tia lạnh lẽo, nhìn Tiêu Chính Văn, nói, thằng nhãi. Mày thật sự không sợ chết sao? Anh có thể thử, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Bao Đại Long gầm lên, muốn chết. Sau đó, hắn bất ngờ đấm một nhát vào người Tiêu Chính Văn. Cú đấm này của hắn đủ để giết chết một con bò. Tháng sau, Bao Đại Long sẽ vào tỉnh để thực hiện khóa huấn luyện bí mật và tham gia vào khóa thực tập của lính đặc chủng. Ở chiến khu Nam Thành thậm chí là ở sở chỉ huy quân đội Thu Hà, hắn đứng trong top 5 người có kỹ thuật lợi hại nhất. Một sao là mức đánh giá tiêu chuẩn của một binh vương. Vì vậy, người và binh lính bình thường căn bản không thể sống sót qua một chiêu của hắn. Nhìn Bao Đại Long ra tay, Bao Quân nở nụ cười đắc ý, thậm chí hắn còn tưởng tượng ra cảnh cú đấm của anh trai mình sẽ đánh bay tên Tiêu Chính Văn đó. Đến cả Nhậm Lương cũng kinh ngạc hét lên, Bao Đại Long. Anh dám, anh có biết anh ấy là... Tuy nhiên, một cảnh tượng khiến mọi người bàng hoàng đã xảy ra. Nắm đấm sắt của Bao Đại Long đột nhiên dừng lại ở vị trí cách mặt Tiêu Chính Văn một bàn tay, và không thể nhích thêm một cm nào nữa. Bởi vì, khi Bao Đại Long ra cú đấm này, tay của Tiêu Chính Văn đã bóp chặt bàn tay của hắn trong không trung rồi. Xì xào, mọi người đều sững sờ. Tiêu Chính Văn trẻ tuổi trông có vẻ rất bình thường này lại có thể cản được cú đấm của Bao Đại Long. Sắc mặt Bao Đại Long cũng khó coi vô cùng, hai mắt đỏ ngầu, đột nhiên tung cú đấm bằng tay trái, lại hướng về phía Tiêu Chính Văn. Tuy nhiên, cú đấm bằng tay trái của hắn vẫn bị Tiêu Chính Văn dễ dàng chặn lại. Sau đó, Tiêu Chính Văn bình thản lắc đầu, nói thực lực của binh vương một sao cũng có chút bản lĩnh đấy, nhưng mà vẫn chưa đủ. Sau đó, anh giơ chân lên, đá thẳng vào ngực của Bao Đại Long. Bao Đại Long nhìn thấy nhưng không thể tránh được. Bởi vì tốc độ của Tiêu Chính Văn quá nhanh. Bụp một tiếng, Bao Đại Long bay ngược ra sau vài mét, đập mạnh vào đám binh lính, khiến cho mười mấy binh lính đều ngã rạp xuống đất. Bao Đại Long ôm ngực, cảm thấy xương sườn của mình như đã bị gãy mất cái, vội vàng bò dậy, ánh mắt sợ hãi nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, phẫn nộ hét lớn, mày là ai? Sao lại có thực lực cao như vậy? Tiêu Chính Văn dửng dưng vẫn đứng nguyên chỗ đó, nhìn Bao Đại Long đang không ngừng xoa ngực, nói tôi là ai không quan trọng. Quan trọng là, Bao Đại Long anh vi phạm kỷ luật quân đội, bao che cho em trai của mình, còn dám tự ý điều động đội quân vì mục đích cá nhân, đối đầu với Trung úy Nhậm, những tội này cộng lại đủ để khiến Bao Đại Long anh mất đầu đấy. Hừ, Bao Đại Long lạnh lùng hừ một tiếng, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười chế giễu. Nói thằng nhãi. Tao khuyên mày đừng lo chuyện Bao Đồng. Cho dù là thiếu tá Hàn Lợi Dân ở đây, cũng phải nể mặt của bố tao, giơ cao đánh khẽ. Mày nghĩ mày là ai? Lại dám chặt đầu Bao Đại Long tao? Bố của anh là Bao Kiến Thiên sao? Tiêu Chính Văn hỏi ngược lại. Đúng vậy, sao nào, sợ rồi à? Vậy thì mau quỳ xuống chịu đựng cơn thịnh nộ của tao đi, Bao Đại Long gầm lên. Hắn chưa bao giờ thất thủ. Nhưng lần này lại bị một thằng nhãi vô danh ở đâu đó tới đánh. Mất mặt. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại dửng dưng gật đầu, nói, được lắm, vậy thì gọi điện thoại bảo Bao Kiến Thiên đến đây một chuyến đi, ba bố con nhà họ Bao các anh hôm nay tôi đều phải bắt hết. Chương 210, nửa đất Tu Hà. Phù phù. Đám người Bao Đại Long hít sâu. Hắn lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, phẫn nộ gầm lên, thằng nhãi. Mày nói cái gì? Mày muốn bắt ba bố con bọn tao á? Ha ha ha, mày điên rồi à? Mày cho rằng có Nhậm Lương chống lưng cho mày là mày có thể giễu võ dương oai trước mặt tao à? Tiêu Chính Văn bình tĩnh, chắp tay phía sau,
ánh mắt bình thản nhìn Bao Đại Long, lắc đầu nói, tôi không cần Nhậm Lương hỗ trợ, bởi vì, không ai dám đứng thẳng trước mặt tôi. Vừa dứt lời, khí thế bá đạo của Tiêu Chính Văn bao trùm khắp con phố ăn sáng này. Lạnh lùng, sắc bén, Bao Đại Long cũng dùng mình, khẽ nuốt nước bọt. Khí thế toát ra trên người thằng nhãi này thật sự rất mạnh. Nghĩ đến việc đối phương có thể đỡ được hai cú đấm của mình, còn đá mình bay ra ngoài, trong lòng Bao Đại Long hơi hoảng loạn, trên trán bắt đầu xuất hiện mồ hôi lạnh. Hắn nhìn Nhậm Lương, phát hiện từ đầu đến cuối Nhậm Lương vẫn luôn lặng lẽ đứng phía sau Tiêu Chính Văn, thái độ rất cung kính. Lẽ nào, thân phận của thằng nhãi này thật sự không đơn giản. Nghĩ một hồi, Bao Đại Long hét lớn, được, tao lại muốn xem. Cái lưng của thằng nhãi nhà mày rốt cuộc thẳng đến mức nào. Cho dù mày có chút địa vị, nhưng ở tu hà này, vẫn chưa có ai dám ra tay với ba bố con tao. Nói xong, Bao Đại Long lập tức lấy điện thoại ra, bấm gọi cho bố mình, thái độ rất cung kính, nói, bố, là con, Đại Long đây. Ở đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói già nua nhưng vẫn tràn đầy khí thế, A Long à, có chuyện gì thế? Sao sáng sớm đã gọi điện thoại cho bố rồi? Bố, chỗ con xảy ra chút chuyện, Nhậm Lương đòi bắt Bao Quân, còn có một thằng nhãi còn cao ngạo hơn Nhậm Lương, nói rằng sẽ bắt cả ba bố con chúng ta. Bố phải tới đây một chuyến, con thấy chuyện này rất có thể có liên quan đến Hàn Lợi Dân, Bao Đại Long không hề do dự, lập tức nói ra mấu chốt của vấn đề. Bao Kiến Thiên ở đầu dây bên kia đang tập thái cực quyền ở trong sân tứ hợp viện ở một vùng thôn quê ngoại Ô Tu Hà. Nghe thấy câu này của Bao Đại Long, ông ta nhíu mày, hét lên, con nói cái gì, ở địa phận của Tu Hà mà lại dám có người đòi bắt ba bố con chúng ta sao? Tốt, tốt lắm, là do ông già này đã lâu không xuống núi, có nhiều người không nhớ Bao Kiến Thiên này là ai nữa phải không? A Long, con ở đó đợi, nói với đối phương, một lúc nữa bố sẽ tới. Bố muốn xem, là thần thánh phương nào lại ngông cuồng ngạo mạn như vậy, không coi nhà họ Bao chúng ta ra gì. Vâng, vâng ạ, bố nhanh lên nhé. Bao Đại Long cúp máy, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo nhìn Tiêu Chính Văn, nói, thằng nhãi. Bố tao nói rồi, ông ấy sẽ lập tức tới đây. Tao khuyên mày, tốt nhất đừng lựa chọn sai lầm nữa. Nếu như bố tao tới đây, cả nửa cái Tu Hà bên này đều sẽ bị chấn động. Nhậm Lương ở phía sau mày cũng không bảo vệ nổi mày đâu. Ồ, nửa Tu Hà chấn động cơ đấy. Tiêu Chính Văn thích thú nhìn Bao Đại Long, trong lời nói mang theo vài phần khiêu khích, vậy thì tôi phải mở to mắt, xem bầu trời Tu Hà này làm sao lại bị ba bố con các anh làm cho chấn động. Bao Đại Long cau mày, tức giận nói, đừng cho rằng tao dọa mày. Xem ra, mày chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đúng không? Cũng tốt, lâu lắm rồi nhà họ Bao chúng tao chưa ra tay. Hôm nay để cho chúng mày xem, thực lực và thủ đoạn của nhà họ Bao chúng tao như thế nào. Cùng lúc đó, ở phía bên Bao Kiến Thiên, sau khi cúp điện thoại của Bao Đại Long, ông ta lập tức yêu cầu lính cận vệ lấy quân phục cho mình, sau đó đeo một tấm huân chương chiến công lên trước ngực. Cũng chính vì huân chương chiến công này, Hàn Lợi Dân vẫn luôn nhẫn nhịn ba bố con bọn họ. Bao Kiến Thiên sau khi đã thay xong quân phục, lấy điện thoại ra gọi vài cuộc, nội dung đều giống nhau, ha ha ha, đồng đội cũ, muốn nhờ ông giúp một chuyện. Chưa đến 10 phút. Số lượng lớn những chiếc xe Jeep và xe Audi A6L đã tập hợp trước cửa tứ hợp viện của nhà họ Bao. Bụp bụp bụp, cửa xe bị đạp ra, bên trong xe, 4-5 ông lão mặc quân phục lần lượt bước xuống, tất cả đều ngoài 60 tuổi, trên ngực đeo huân chương. Bọn họ vừa gặp đã chào hỏi nhau, sau đó bước vào trong sân vườn nhà họ Bao. Lúc này, Bao Kiến Thiên đang đợi ở trong đại sảnh, nhìn thấy các đồng đội của mình tới, liền vội vàng tiến lên trước. Cung kính nói, các đồng đội cũ, đã lâu không gặp, hôm nay mời các vị đến đây, quả thực là có chuyện muốn các vị giúp. Anh Bao, anh cứ nói thẳng đi, chúng ta đều là bạn cũ, nếu như anh xảy ra chuyện gì, chúng tôi nhất định sẽ giúp đỡ. Đúng vậy, anh Bao, không cần khách khí đâu, năm đó là anh kéo chúng tôi ra khỏi chỗ chết mà. Bao Kiến Thiên rất cảm động, kéo tay các vị đồng đội cũ, nói, được. Có câu này của các chú là tôi yên tâm rồi. Chuyện là như vậy, có một thằng nhãi ngông cổng tuyên bố rằng, hôm nay sẽ bắt cả ba bố con nhà họ Bao tôi lại. Bây giờ, Bao Đại Long và Bao Quân đều đã bị đối phương khống chế rồi.
Gì cơ, kẻ nào lại dám to gan bằng trời như vậy? Lại dám bắt A Long và A Quân? Anh Bao, chuyện này có thể nhịn được sao? Phía sau công thần, lại có kẻ dám làm càn. Phản rồi, em lập tức dắt người qua đó. Các vị đồng đội cũ đều kích động. Bao Kiến Thiên cũng vội vàng nói, các chú đừng lo lắng, anh đã hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, có thể ra lệnh cho Nhậm Lương bắt giữ hai đứa con trai của anh, cho thấy thân phận của thằng nhãi đó không đơn giản, bây giờ đối phương đã nói muốn gặp anh, vậy thì anh phải đến đó. Đi, chúng em cùng đi với anh Bao. Đúng, cùng đi, em không tin, ở đất Tu Hà, lại có người dám chống lại mấy lão già chúng ta. Cho dù là Hàn Lợi Dân gặp chúng ta cũng còn phải cúi đầu. Được, vậy anh cảm ơn các chú nhiều. Ơn tình này, Bao Kiến Thiên anh sẽ ghi nhớ, hai mắt Bao Kiến Thiên đỏ hoe, thấy rất cảm động. Đi, chúng ta cùng nhau đi, em muốn xem thằng nhãi vô danh này rốt cuộc là ai. Lại dám bắt hai đứa con trai của anh Bao. Chẳng mấy chốc, Bao Kiến Thiên và các đồng đội cũng nhanh chóng lên xe Jeep và xe Audi của quân khu, đi thẳng tới con phố ăn sáng của chiến khu Tây Thành. Sau xe bọn họ có hơn chục chiếc xe Jeep, tất cả đều là lính cận vệ được trang bị súng ống đạn dược. Những ông lão này đều là những công thần của chiến khu Tu Hà. Đều là được đích thân Hoa Quốc phong chức. Hàn Lợi Dân nhìn thấy bọn họ cũng phải khom lưng cúi đầu. Cùng lúc đó, tại trụ sở của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, Hàn Lợi Dân đã nhận được báo cáo của cấp dưới, lập tức kinh hãi, hét lớn, gì cơ? Bao Đại Long, Bao Quân xảy ra xung đột với anh Tiêu sao? Bao Kiến Thiên còn đưa mấy đồng đội cũ đến đó. Nhanh, chuẩn bị xe, điều động 1.000 binh lính, lập tức đi tới phân khu Tây Thành. Hàn Lợi Dân không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng đội mũ vào, vội vàng rơi khỏi văn phòng, lên xe quân sự, đi thẳng tới phân khu Tây Thành. 1.000 binh lính lập tức được điều động, ngồi đầy 10 chiếc xe bán tải quân sự màu xanh, lao về phía chiến khu Tây Thành. Đây đúng là chuyện kinh thiên động địa. Bố con nhà họ Bao này chọc giận ai không chọc lại cứ chọc vào chủ soái Bắc Lương. Xong rồi. Bầu trời Tu Hà sắp rung chuyển rồi. Chương 211, bố là chủ soái Bắc Lương. Nửa tiếng sau, trong phố ăn sáng, một vài chiếc xe Jeep mang biển số quân sự và những chiếc xe Audi đời cũ phanh gấp lại. Bụp bụp bụp, cửa xe bật mở, vài ông lão mặc quân phục, đeo huân chương bước xuống, khí thế ngút ngàn, bước đi vững chắc. Người dân và binh lính xung quanh cũng bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc khi nhìn thấy đám người Bao Kiến Thiên. Thấy Bao Kiến Thiên đưa người tới, Bao Đại Long và Bao Quân kích động vô cùng. Bố, ở đây, ở đây. Bố mau bảo bọn chúng thả bọn con ra đi. Sắc mặt Bao Kiến Thiên lạnh lùng, dắt người xông thẳng tới, chỉ vào mặt Nhậm Lương chửi mắng, Nhậm Lương. Bây giờ cậu gan to quá nhỉ, đến con trai của tôi cậu cũng dám bắt. Ai cho cậu cái quyền đấy? Lúc này sắc mặt Nhậm Lương khó coi vô cùng, anh ta không dám bắt bẻ Bao Kiến Thiên. Dù sao Bao Kiến Thiên cũng từng là tổng tham mưu trưởng của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà, là chức thượng úy, bây giờ là công thần hạng 2 đã nghỉ hưu, được chính Hoa Quốc phong danh. Hơn nữa, năm ông lão đứng sau lưng ông ta đều là công thần hạng 2, hạng 3. Đều đã từng cống hiến hết mình cho Hoa Quốc. Ở trước mặt bọn họ, Nhậm Lương chỉ có thể khom lưng cúi đầu, giọng điệu có lỗi, nói, lão thủ trưởng, Bao Quân và Bao Đại Long vi phạm kỷ luật. Tôi phải đưa bọn họ về thẩm vấn. Vi phạm kỷ luật gì? Cậu nói cho tôi nghe, tôi muốn xem, hôm nay ai dám dắt bọn chúng đi. Trên người Bao Kiến Thiên tỏa ra một luồng khí thế bức người. Dù sao cũng là quân nhân lão làng, khí thế toát ra quả thực rất đáng sợ. Những đồng đội cũ sau lưng ông ta cũng nhắm vào Nhậm Lương chỉ trích. Nhậm Lương, mau thả người ra. Hôm nay mấy lão già chúng tôi đứng ở đây, xem Nhậm Lương cậu đưa người đi như thế nào. Lính cận vệ, nhìn kỹ cho tôi, ai dám đưa người đi, cứ việc giết chết. Ngay lập tức, bầu không khí ở đây trở nên căng thẳng và áp lực vô cùng. Dường như chỉ cần một mồi lửa sẽ khiến cho súng đạn bay ầm ầm. Đúng lúc này, một giọng nói lạnh lùng đột nhiên vang lên phá vỡ bầu không khí nặng nề. Tôi dám. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Sát khí tỏa ra khắp nơi, nhìn chằm chằm vào đám người Bao Kiến Thiên. Thì ra đều là công thần.
Hai từ đơn giản này thu hút sự chú ý của đám người Bao Kiến Thiên. Bao Kiến Thiên quay mặt sang, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, lông mày nhíu lại, cười khẩy nói, cậu chính là thằng nhãi ra lệnh cho Nhậm Lương. Gan cũng to đấy, nhưng mà, thằng nhãi, tôi không quan tâm cậu là ai, nhưng ở đất Tu Hà, lời nói của tôi vẫn rất có trọng lượng đấy. Tôi khuyên cậu đừng có cố gắng chống lại nhà họ Bao chúng tôi. Bao Kiến Thiên không phải kẻ ngốc, bao nhiêu năm nay, ông ta đã có thể luyện được đôi mắt sắc bén, vừa nhìn đã có thể nhận ra, Nhậm Lương rất kính trọng thằng nhãi trẻ tuổi này. Điều này cho thấy thân phận của thằng nhãi này không hề đơn giản. Tiêu Chính Văn bình thản cười, nói ý của ông là, ở Tu Hà này, lời của nhà họ Bao các ông chính là mệnh lệnh, là thánh chỉ à. Bao Kiến Thiên nghe thấy vậy, ông ta cau mày lại, trầm giọng nói, đúng vậy. Nếu như cậu đã hiểu rõ, vậy thì mau bảo người thả con trai tôi ra. Chuyện này tôi sẽ coi như chưa từng xảy ra. Bao Đại Long và Bao Quân vừa nghe thấy, lập tức hét lớn. Bố, sao có thể bỏ qua như vậy được? Thằng nhãi chó chết này không có thân phận gì đâu, là diễn viên cho Nhậm Lương mời tới đó. Bố, nhất định phải bắt hắn và Nhậm Lương về, thẩm vấn nghiêm ngặt, con nghĩ sự việc hôm nay rất có thể là kế hoạch của Hàn Lợi Dân. Bốp, Bao Kiến Thiên xoay người, tát thẳng vào mặt Bao Quân và Bao Đại Long, trách mắng, ngu xuẩn. Im miệng lại ngay. Bao Đại Long và Bao Quân ngây người ra, chỉ đành căm phẫn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Nhậm Lương. Sau đó, Bao Kiến Thiên ngạo nghễ nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói, người còn trẻ, oan gia nên cởi không nên buộc, lời nói của Bao Kiến Thiên tôi ở Tu Hà này vẫn có không ít người phải nghe theo. Hay là, chúng ta tìm một nơi nào đó ngồi xuống uống vài chén, thấy thế nào? Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nói, Bao Kiến Thiên, ông là một sĩ quan quân đội đã nghỉ hưu nhưng lại lấy danh nghĩa công thần của mình xây dựng thế lực tà ác ở Tu Hà, còn bao che cho con trai của mình. Những tội này cộng lại đủ để nhốt ông vào tù mấy chục năm đấy. Nghe thấy câu này, Bao Kiến Thiên phá lên cười, ha ha ha. Bắt tôi, ai dám bắt tôi? Cậu, hay là Nhậm Lương, hay là Hàn Lợi Dân. Đến sở chỉ huy quân đội Tu Hà cũng có binh lính mà tôi dẫn dắt. Nếu như động vào tôi, nửa đất trời Tu Hà này sẽ chấn động. Dựa vào một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch như cậu mà dám nói muốn bắt tôi sao? Tôi thấy cậu đúng là không biết tự lượng sức mình đấy. Vừa dứt lời, đám đông đằng sau trở nên náo động. Bao Kiến Thiên, ông đúng là vô pháp vô thiên. Anh Tiêu nói muốn giam ông. Ai cũng không cứu được ông đâu. Người đâu, lập tức bắt hết đám người Bao Kiến Thiên lại. Đột nhiên một tiếng gầm vang lên khắp con phố ăn sáng. Mọi người nhìn theo chỗ phát ra âm thanh thì thấy Hàn Lợi Dân dắt theo một đám binh lính vội vàng chạy tới. Sau lưng anh ta còn có một số lượng lớn các binh lính mặc quân phục màu xanh đen, tạo thành một biển người, lập tức phong tỏa các con đường xung quanh phố ăn sáng này, cấm tất cả các phương tiện và người đi bộ đi qua. Bịch bịch bịch, tiếng bước chân dày đặc. Đám người Bao Kiến Thiên quay đầu lại nhìn thì thấy Hàn Lợi Dân lạnh lùng lo lắng, bước nhanh tới. Hàn Lợi Dân, Bao Kiến Thiên cau mày, cậu dám bắt tôi sao? Hàn Lợi Dân lạnh lùng hừ một tiếng, không thèm nhìn Bao Kiến Thiên mà bước nhanh tới trước mặt Tiêu Chính Văn. Đứng nghiêm, hành lễ, tổng tư lệnh của sở chỉ huy quân đội Tu Hà, thiếu tá Hàn Lợi Dân bái kiến chủ soái Bắc Lương. Bùm. Một câu nói khiến cả con phố rúng động. Khoảnh khắc đó, Bao Kiến Thiên và những đồng đội cũ mà ông ta dắt đến cùng với Bao Đại Long và Bao Quân đều há hốc mồm kinh ngạc. Chủ soái Bắc Lương. Chuyện này làm sao có thể chứ? Anh ta lại là chủ soái Bắc Lương. Ngay lập tức, sắc mặt bọn chúng trở nên khó coi vô cùng, toàn thân đều đang run rẩy, ánh mắt kinh hãi nhìn Tiêu Chính Văn. Còn Tiêu Chính Văn lúc này vẫn bình thản lướt qua Hàn Lợi Dân. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đám người Bao Kiến Thiên, hét lớn, Bao Kiến Thiên. Bây giờ tôi muốn bắt ông có còn oán trách gì nữa không? Phịch, Bao Kiến Thiên quỳ rạp xuống đất, trán toát mồ hôi lạnh, cả người run rẩy nói, không oán trách gì. Sắc mặt Bao Đại Long và Bao Quân cũng xám như cho tàn, hai mắt trợn trừng, cả người mềm nhũn quỳ rạp xuống đất. Dắt đi, Hàn Lợi Dân hạ lệnh. Ngay lập tức ba bố con Bao Kiến Thiên và đám đồng đội cũ của ông ta đều bị dắt đi. Lúc này, thời của nhà họ Bao ở khu quân sự Tu Hà này đã kết thúc rồi.
Hàn Lợi Dân cũng thở dài một hơi, vẻ mặt cung kính đứng đằng sau Tiêu Chính Văn, nói chủ soái, là do tôi sơ suất, xin chủ soái trách phạt. Tiêu Chính Văn bình thản nói, Hàn Lợi Dân, anh không phải là lính của tôi không có quyền trừng phạt anh, chỉ là đừng để xảy ra lần sau. Đây là Tu Hà, là địa phận quản lý của anh, nếu như lại để xảy ra chuyện như vậy, tôi sẽ nói với Từ Kiêu Long, thay một người có năng lực hơn đến quản lý Tu Hà. Nói xong, Tiêu Chính Văn ôm Na Na rời khỏi phố ăn sáng. Hàn Lợi Dân cũng vội vàng lau mồ hôi trên trán, quay trở về với khuôn mặt khó coi vô cùng. Còn bên này, sau khi Tiêu Chính Văn trở lại căn phòng nhỏ, anh đặt đồ ăn xuống, Khương Vi Nhan liền đi vào, cau mày hỏi, sao anh đi lâu thế? Tiêu Chính Văn mỉm cười, đang định giải thích thì Na Na ngồi ở bên cạnh bàn ăn đã cười tâu toét nói, mẹ ơi, bố là chủ soái Bắc Lương, vừa nãy có bao nhiêu người hành lễ với bố còn bắt rất nhiều người xấu nữa. Chương 212, phế anh ta. Bầu không khí trong căn phòng nhỏ vì câu nói đó của Nana mà lập tức trở nên yên tĩnh. Khương Vi Nhan nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt nghi ngờ, hỏi chuyện gì thế? Chủ soái Bắc Lương, người xấu gì vậy? Tiêu Chính Văn cười ngượng ngùng, đi đến bên cạnh Nana, nói, Nana, đừng có nói linh tinh nhé, vừa nãy bố chỉ là chơi trò chơi với mấy người đó thôi. Nghe thấy câu này, Khương Vi Nhan mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Na Na lại chu cái miệng nhỏ, lẩm bẩm, nhưng mà, rõ ràng có rất nhiều người mà. Được rồi, Na Na à, sau này đừng nói linh tinh như vậy nữa, biết chưa, Khương Vi Nhan yêu chiều sờ đầu Na Na, sau đó nhanh chóng ăn sáng. Nhìn thấy Khương Vi Nhan vội vàng rời đi, Tiêu Chính Văn quan tâm hỏi, sao đi gấp thế, ở công ty xảy ra chuyện à? Khương Vi Nhan cúi người đi giày cao gót, đường cong hoàn hảo lộ ra trước mắt Tiêu Chính Văn. Cô nói, vâng, một lô nguyên liệu của công ty vừa tới, cần đến cục giám sát chất lượng để kiểm tra. Tiêu Chính Văn gật đầu, tiễn Khương Vi Nhan đi ra cửa. Bởi vì chiếc xe đã bị đập nát vào đêm hôm đó bây giờ vẫn đang sửa ở quán, vì vậy Khương Vi Nhan đành phải đi xe bus đi làm. Xoay người đi vào căn phòng nhỏ, Na Na trợn tròn mắt nhìn Tiêu Chính Văn, hỏi, bố, sao vừa nãy bố lại lừa mẹ thế? Tiêu Chính Văn bước tới. Ôm Nana vào lòng, nói, không phải là lừa mẹ con, chỉ là bố có một chút chuyện cần phải xử lý, đợi xử lý xong, chúng ta sẽ nói với mẹ, có được không? Nana nghĩ một lúc, gật đầu, mỉm cười nói, được ạ. Sau đó, Tiêu Chính Văn ở nhà, chơi với Nana một lúc lâu, đến khi Nana mệt rồi, anh bế cô bé vào trong phòng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Tiêu Chính Văn ngồi trong phòng khách và suy nghĩ. Anh cảm thấy mình cần phải tìm việc gì đó để làm, cứ ở mãi trong nhà như thế này cũng không ổn. Nếu muốn che giấu thân phận của mình vậy thì cần tìm một công việc là được rồi. Đơn giản, Tiêu Chính Văn đi ra ngoài, đến khu chợ gần đó lượn một vòng, phát hiện có rất nhiều người đều đang xin việc, càng đáng sợ hơn là, mấy chục người dành nhau một chân bảo vệ. Tiêu Chính Văn lắc đầu, xem ra bây giờ tìm việc không dễ dàng gì. Nhìn vài cái. Tiêu Chính Văn cũng không tìm được công việc gì thích hợp. Dù sao anh cũng không thể đi làm như bình thường được, cần dành chút thời gian cho Khương Vi Nhan và Nana. Nhìn thấy tờ quảng cáo nằm rải rác trên mặt đất, Tiêu Chính Văn nhặt một tờ lên, bên trên viết, ứng tuyển làm vệ sĩ, yêu cầu có thể đánh đấm được, thời gian làm việc không cố định, khi nào cần thì sẽ gọi. Hai mắt Tiêu Chính Văn sáng lên, cảm thấy công việc này rất thích hợp với mình, nhìn địa chỉ công ty. Tiêu Chính Văn cất tờ rời ứng tuyển vào trong túi, sau đó đi thẳng về phía công ty. Vừa xuống xe, Tiêu Chính Văn nhướng mày nhìn công ty trước mặt, cũng khá cao đấy. Có thể sở hữu một tòa nhà ở khu trung tâm thành phố Tu Hà như thế này, xem ra không phải là công ty nhỏ. Tiêu Chính Văn bước vào tòa nhà công ty, nói với lễ tân về ý định của mình, sau đó được dẫn đến nơi nộp hồ sơ. Rất nhiều người. Tiêu Chính Văn vừa đến đây đã nhìn thấy không dưới chục người đàn ông đang ngồi hoặc đứng đầy hành lang, đủ mọi thân hình, già trẻ khác nhau, tất cả đều đang chờ hộp hồ sơ. Trong số đó có một huấn luyện viên thể hình, cơ bắp cuồn cuộn đáng sợ, đang khoe vóc dáng cường tráng của mình ở cuối hành lang. Mà những người này khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn, ánh mắt đều lạnh lẽo khinh thường, thậm chí còn mang một chút thù địch. Tiêu Chính Văn thản nhiên tìm một góc rồi ngồi xuống, khoanh tay trước ngực. Nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong khoảng thời gian này, tất cả những người nộp đơn đều chán nản bước ra khỏi văn phòng, thậm chí huấn luyện viên thể hình cũng khóc lóc bước ra, miệng không ngừng lầm bầm, quá đáng sợ rồi, tôi như vậy mà cũng không được, hu hu hu. Tiêu Chính Văn cau mày, đúng lúc trợ lý nữ mặc bộ vest đen, đeo mắt kính đỏ gọi tên của anh, Tiêu Chính Văn có không? Tiêu Chính Văn nhanh chóng đứng dậy, đáp một tiếng rồi sau đó đi theo sau trợ lý nữ đó vào trong văn phòng. Vừa bước vào trong phòng, Tiêu Chính Văn mới phát hiện, khung cảnh ứng tuyển khác xa với những gì anh tưởng tượng. Đây lại là một võ đài thi đấu taekwondo. Trên võ đài, một người phụ nữ có thân hình mảnh mai, hai tay chống lưng, buộc tóc đuôi ngựa đang quay lưng về phía anh, toát ra khí chất lạnh lùng băng giá, nhìn bóng lưng này thôi cũng đủ để làm đảo lộn chúng sinh. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không nhìn lâu, bởi vì, trong mắt anh không có ai xinh đẹp hơn Khương Vi Nhan. Sau đó, người phụ nữ mặc đồ taekwondo màu trắng trên võ đài quay lại, khuôn mặt thanh tú, ngũ quan tinh tế, mắt bồ câu, sống mũi cao, khuôn miệng anh đào nhỏ nhắn, cô ta rất xinh đẹp, đủ để được gọi là nữ thần. Cô ta lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn vừa mới bước vào, trong lòng lập tức đã ấn định kết quả, lạnh lùng nói, ra ngoài đi. Anh không phải là đối thủ của tôi. Hả? Chương 213, ứng tuyển làm vệ sĩ. Tiêu Chính Văn ngây người ra, anh vẫn còn chưa bắt đầu mà sao đã kết thúc rồi. Trợ lý đó rất ngại ngùng nhìn Tiêu Chính Văn, nói, xin lỗi anh, không phù hợp rồi ạ. Tiêu Chính Văn cau mày, cũng không nói gì, xoay người chuẩn bị rời đi. Dù sao anh cũng không phải người rất thiếu việc làm, chỉ là muốn tìm một công việc để che giấu thân phận mà thôi. Nếu như đối phương đã không nhìn chúng mình, thế thì thôi vậy. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn đang định rời đi, cánh cửa phía sau đột nhiên bị đẩy mạnh ra. Một người đàn ông trẻ tuổi và đẹp trai trong bộ vest kẻ sọc màu xám, khuôn mặt bóng nhẫy, khá giống một ngôi sao Hàn Quốc. Phía sau hắn là một người đàn ông có nước da ngăm đen, cơ bắp cuồn cuộn, khí thế hung ác, ánh mắt lạnh lùng khiến cho người khác cảm thấy rất kinh hãi. Dù cho hắn chỉ đứng yên ở đó, nhiệt độ trong văn phòng này cũng đã giảm xuống đến mức muốn đóng băng. Tiêu Chính Văn nhíu mày, lập tức có thể nhìn ra được thực lực của người đàn ông này, cấp độ binh vương. Thậm chí là binh vương cấp 3 sao. Không ngờ rằng ở nơi này lại có một nhân vật binh vương cấp 3 sao. Công tử nhà giàu trẻ tuổi đẹp trai đó xông lên, lạnh lùng cười nói, em gái à, chuyện gì vậy? Một ngày trời rồi, chẳng lẽ đến một tên vệ sĩ cũng chưa tuyển được sao? Em phải biết rằng, nếu như hôm nay không tìm được bảo vệ thích hợp, em phải chấp nhận vệ sĩ mà anh đã chọn cho em đấy. Lúc nói chuyện, người đàn ông đẹp trai đó đã đến bên cạnh ghế sofa, tự rót một tách trà rồi nhấp một ngụm. Còn người đàn ông da ngăm đứng phía sau thì thờ ơ, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái trên võ đài. Cô gái trên võ đài lạnh lùng, nhìn người đàn ông trên ghế sofa, nói, Đỗ Hạo Hiên. Em không cần ý tốt của anh cho rằng em không biết. Anh chỉ đang muốn cử người giám sát bên cạnh em sao? Hơn nữa, ai nói em chưa chọn được? Lúc đang nói, cô gái trên võ đài đột nhiên nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn vẫn còn chưa đi ra ngoài, nói chính là anh ta. Vừa nãy em mới tuyển được xong, sau này, anh ta sẽ là vệ sĩ của Đỗ Tình Tuyết em. Một câu nói khiến toàn bộ không khí trong văn phòng bùng nổ. Tiêu Chính Văn trông cũng bất lực và bối rối, giây trước vừa mới đuổi anh ra ngoài. Bây giờ sao lại nói như vậy? Muốn kéo anh xuống nước sao? Đột nhiên, Tiêu Chính Văn cảm nhận được ba ánh mắt sắc nhẹm đang nhìn chằm chằm vào mình. Hai trong số đó nóng lòng muốn xông lên giết chết anh ngay lập tức. Ánh mắt còn lại có chút lo lắng và xấu hổ. Anh bất lực thở dài một hơi, nhưng sau đó vẫn đứng ra, tiến về phía cô gái trên võ đài, hỏi, vậy cho tôi hỏi một chút, tiền lương của tôi là bao nhiêu? Câu hỏi này của Tiêu Chính Văn khiến Đỗ Tình Tuyết sửng sốt. Cái anh này lẽ nào không hiểu sao? Lại còn có tâm trạng đi hỏi tiền lương. Đỗ Tình Tuyết nghĩ một lúc, nói, 10.000 tệ. Tiêu Chính Văn gật đầu, nói, được, vậy lúc nào tôi bắt đầu đi làm? Đi làm cái đầu anh. Đột nhiên, Đỗ Hạo Hiên đang ngồi trên ghế sofa, tức giận đập vỡ tách trà trong tay, phẫn nộ chỉ vào Đỗ Tình Tuyết gào lên, Đỗ Tình Tuyết. Em tùy tiện tìm một tên rác rưởi đến làm vệ sĩ thân cận như vậy là có ý gì?
thằng cha này có thể trở thành vệ sĩ thân cận cho cô hai nhà họ Đỗ được sao? Anh thấy anh ta chỉ là một tên vô dụng. Đỗ Hạo Hiên, em mặc kệ anh có đồng ý hay không, bắt đầu từ bây giờ, anh ta chính là vệ sĩ thân cận của Đỗ Tình Tuyết em, mời anh dắt người của anh cút đi cho. Đỗ Tình Tuyết không hề tỏ ra yếu thế, chỉ thẳng tay vào cửa, lạnh lùng quát lớn. Vốn dĩ Đỗ Tình Tuyết định tìm một vệ sĩ thân cận, ít nhất nhất cũng phải đánh thắng mình. Tuy nhiên, tuyển cả một ngày, những người đến ứng tuyển đều là lũ vô dụng. Nếu như không phải vì Đỗ Hạo Hiên đột nhiên xông tới, Đỗ Tình Tuyết đã không vội vàng tuyển dụng Tiêu Chính Văn như vậy, dù sao Đỗ Tình Tuyết vừa nhìn là có thể nhận ra anh chẳng có chút bản lĩnh nào. Có thể một chiêu của cô ta anh cũng không tránh được. Ha ha! Đỗ Hạo Hiên lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, hung tợn nói, được. Nếu em đã chọn anh ta, vậy thì để anh xem, thằng cha này, có thật sự bảo vệ được em gái yêu của anh không? Sát lang, anh qua đó đánh với anh ta hai chiêu. Nhớ kỹ, chỉ què quạt là được, đừng giết chết. Nếu không thì không nể mặt em gái tôi rồi. Chương 214, tôi đang gấp, một đòn thôi. Vâng, thiếu gia. Sát lang đứng sau Đỗ Hạo Hiên, lúc này mới bước ra, sát khí cuồng bạo đột ngột bùng phát, khiến cho Đỗ Tình Tuyết và nữ trợ lý đều kinh ngạc sợ hãi. Sát lang là người mà Đỗ Hạo Hiên tìm được ở nước ngoài. Thực lực vô cùng đáng sợ. Theo thông tin được biết, đây là một nhóm lính đánh thuê nước ngoài. Đạt đến sức mạnh của một binh vương cấp 3 sao. Ngay cả Đỗ Tình Tuyết, một võ sư đai đen môn Taekwondo cũng không thể đỡ được một đòn của sát lang. Bởi vì Taekwondo mà Đỗ Tình Tuyết học chỉ là để tự vệ. Còn thủ đoạn của sát lang đều là dùng để giết người. Cay nghiệt, quyết đoán. Lúc này, Đỗ Hạo Hiên bảo sát lang ra thử tài của Tiêu Chính Văn, hoàn toàn là muốn phá vỡ kế hoạch của Đỗ Tình Tuyết. Đỗ Tình Tuyết tức giận chỉ vào Đỗ Hạo Hiên, hét lớn, Đỗ Hạo Hiên. Anh đủ rồi đấy, anh ta là vệ sĩ do em thuê, em nói đủ tư cách là đủ tư cách. Đỗ Hạo Hiên bật cười thành tiếng, giả vờ quan tâm nói, em gái à, em là cô hai của tập đoàn Đỗ thị chúng ta, là con gái cưng của bố. Nếu như em xảy ra chuyện gì sẽ là tổn thất rất lớn với nhà họ Đỗ và tập đoàn Đỗ Thị. Em mới từ nước ngoài về, vẫn chưa hiểu rõ môi trường trong nước, nhất định phải cần một vệ sĩ có thực lực đáng tin ở bên cạnh mới được. Có một số người, chỉ biết khua chân múa tay, đến đây để lừa đảo thôi, để người của anh trai giúp em thử một chút xem anh ta có tài cán gì không. Chỉ cần anh ta chịu được ba đòn của sát lang, vậy thì anh sẽ công nhận thực lực của anh ta, giữ anh ta ở lại. Ba hiệp. Đỗ Tình Tuyết lo lắng, hét lớn, Đỗ Hạo Hiên. Anh điên rồi, sát lang là người như thế nào? Ai có thể đánh được ba hiệp với anh ta chứ? Em không đồng ý. Tuy nhiên, Đỗ Hạo Hiên không buồn để ý đến Đỗ Tình Tuyết, lập tức hạ lệnh cho sát lang. Thử anh ta cho tôi. Nếu như là trà trộn cho đủ số lượng, thẳng tay đánh bay anh ta ra ngoài. Vâng, thiếu gia. Sắc mặt sát lang vô cùng hung dữ. Hắn vặn cổ, phát ra tiếng kêu rắc rắc. Lúc đó, sát khí trên người hắn bao trùm cả căn phòng. Đỗ Tình Tuyết lo lắng, nhìn sát lang đang bước từng bước về phía Tiêu Chính Văn, cuối cùng bất lực hét lớn, dừng tay. Em đồng ý với anh là được chứ gì, đừng làm liên lụy tới người vô tội. Nghe thấy câu này, Đỗ Hạo Hiên nhếch miệng cười một cách hung tợn, nói em gái yêu của anh, như vậy từ đầu đi thì có phải xong chuyện rồi không? Em yên tâm. Anh trai thật lòng muốn tốt cho em, có sát lang ở bên cạnh làm vệ sĩ thì anh mới yên tâm được, bố cũng mới yên tâm hơn. Đỗ Tình Tuyết cay đắng siết chặt nắm đấm, sau đó nhìn Tiêu Chính Văn xin lỗi, anh Tiêu, tôi không thể tuyển anh được, tôi sẽ trả cho anh tiền lương 3 tháng, coi như là tiền đền bù, dắt anh ấy đến phòng tài vụ để lĩnh 3 tháng lương. Đỗ Hạo Hiên nghe xong câu này, vẻ mặt kiêu ngạo, lại ngồi xuống ghế sofa. Nói với Tiêu Chính Văn, thằng nhãi, anh may mắn thật đấy, tự nhiên được 3 tháng lương, nhận rồi thì mau cút đi. Nữ trợ lý đó đẩy gọng kính, bất lực nói với Tiêu Chính Văn, anh Tiêu, mời đi theo tôi. Tuy nhiên, đúng lúc này, Tiêu Chính Văn bình thản nói một câu, chỉ cần tôi đánh bại anh ta, tôi có thể nhận công việc này đúng không? Toàn bộ văn phòng trở nên yên tĩnh lạ thường. Tất cả mọi người đều kinh ngạc nhìn Tiêu Chính Văn. Đỗ Tình Tuyết nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt nghi ngờ, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ,
chẳng lẽ anh ta thật sự có thể đánh bại sát lang sao? Ở phía bên này, sắc mặt Đỗ Hạo Hiên lập tức trùng xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, nói, thằng nhãi. Anh biết anh vừa nói gì không? Anh đang tự tìm đường chết đấy à? Trong mắt sát lang cũng lóe lên một tia lạnh lẽo, sống chết nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Từ trước đến giờ chưa có ai dám nói sẽ đánh bại hắn ở trước mặt hắn cả. Hắn là võ sĩ quyền anh đai đen trăm trận trăm thắng của thế giới ngầm. Lúc này, Tiêu Chính Văn không buồn nhìn Đỗ Hạo Hiên mà lại hỏi Đỗ Tình Tuyết, tiểu thư Đỗ, có phải chỉ cần tôi đánh bại anh ta là có thể nhận công việc này không? Đỗ Tình Tuyết hoàn hồn lại, có hơi nghi ngờ gật đầu, đúng, đúng vậy. Nghe thấy vậy, Tiêu Chính Văn gật đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn sát lang, nói tôi đang gấp, phải quay về chăm sóc cho con gái, một đòn đi. Hít hà. Đám người đó hít sâu, hoàn toàn bị câu nói của Tiêu Chính Văn làm cho kinh ngạc. Anh ta nói cái gì cơ? Anh ta đang gấp, phải quay về chăm sóc con gái, một đòn thôi. Ngông cuồng. Quá ngạo mạn rồi. Sắc mặt Đỗ Hạo Hiên khó coi vô cùng, lạnh lùng nói, sát lang. Đánh què tay chân anh ta cho tôi. Vâng. Sát lang phẫn nộ gầm lên, hắn đã không nhịn được nữa rồi. Bước từng bước nặng trịch về phía Tiêu Chính Văn, lắc hai bả vai, sắc mặt hung tợn, cười nói, thằng nhãi. Mày sẽ phải trả giá cho sự ngông cuồng của mày. Tiêu Chính Văn vẫn rất bình tĩnh. Đột nhiên, sát lang lao tới, mạnh mẽ như hổ xuống núi, giáng một cú đấm vào đầu của Tiêu Chính Văn. Cú đấm này dùng lực rất mạnh. Ngay cả Đỗ Tình Tuyết cũng có thể cảm nhận được sát khí tỏa ra từ cú đấm đó. Không ai có thể cản được. Đây là phán đoán của Đỗ Tình Tuyết. Tiêu Chính Văn chết chắc rồi. Đỗ Hạo Hiên thờ ơ, như thể anh ta đã nhìn thấy cảnh sát lang đấm vỡ đầu Tiêu Chính Văn vậy. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn vẫn đứng im bất động. Còn cú đấm này của sát lang đột nhiên dừng lại trong không trung. Một cảnh tượng khiến mọi người bàng hoàng đã xảy ra. Tiêu Chính Văn giơ tay lên, đỡ cú đấm đầy sát khí này của sát lang. Anh ta lại có thể đỡ được sao? Vẻ mặt Đỗ Tình Tuyết đầy căng thẳng và phấn khích. Đỗ Hạo Hiên thì cau mày. Sát lang cũng ngây người ra, trong mắt lộ ra vẻ không thể nào tin được. Sao có thể như thế được? Cú đấm của mình bị chặn lại rồi sao? Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn bình thản nói, lực rất tốt, nhưng tốc độ quá chậm rồi. Mày, muốn chết hả? Sát lang nổi giận, giơ chân lên, đạp mạnh về phía cổ Tiêu Chính Văn. Cú đá này đủ để đá bay đầu một con trâu. Tuy nhiên, bụp, âm thanh vang dội, một bóng người đột nhiên bay ra, đập vỡ bàn trà trước mặt Đỗ Hạo Hiên, sau đó ngã xuống đất, phun ra mấy ngụm máu. Cả văn phòng đều chìm vào trầm lặng. Bởi vì người vẫn đang đứng là Tiêu Chính Văn. Còn người ngã bay ra lại là sát lang. Tất cả mọi người đều không thể tin được cảnh trước mắt. Sát lang bị đánh bại rồi. Một trận đấu rất đơn giản. Chỉ một đòn. Đúng thật là chỉ một đòn. Đỗ Tình Tuyết nhìn thấy cảnh này, biểu cảm chuyển từ chấn động sang kích động, sau đó vẫy tay hét lớn, ngầu. Ngầu quá. Ở bên này, Đỗ Hạo Hiên sa sầm mặt mày, nhìn sát lang đang nằm trên đất, đột nhiên hắn đứng dậy, phẫn nộ hét lớn, vô dụng. Không phải anh nói mình rất mạnh sao? Không phải là thực lực binh vương cấp 3 sao sao? Vì sao đến một thằng nhãi cũng không giải quyết được, vô dụng, vô dụng. Sát lang ôm ngực, hắn cảm thấy mình đã bị gãy mất mấy chiếc xương. Người đàn ông vừa rồi ra đòn quá nhanh, hắn chưa kịp nhìn rõ thì đã bị đá bay ra ngoài rồi. Thực lực siêu mạnh, thực lực như vậy chỉ có binh vương cấp 4 sao mới có. Hơn nữa, rất có thể là thực lực của binh vương siêu Việt. Tu Hà nhỏ bé này sao lại có sự tồn tại của cấp thực lực này cơ chứ? Sát lang lật người, quỳ trên mặt đất, nói với Đỗ Hạo Hiên, xin lỗi, thiếu gia, tôi thua rồi. Vô dụng. Đỗ Hạo Hiên tức giận, ánh mắt hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn và Đỗ Tình Tuyết đang đứng trên võ đài, chỉnh lại bộ vest của mình, bình tĩnh lại, sau đó nói, được lắm. Đỗ Tình Tuyết, em được lắm. Nói xong, Đỗ Hạo Hiên xoay người rời đi. Sát lang bò dậy, lau vết máu trên khóe miệng, cay đắng liếc nhìn Tiêu Chính Văn. Sau đó cũng nhanh chóng rời đi. Tiêu Chính Văn dửng dưng phủi bụi trên chân, nhìn Đỗ Tình Tuyết chạy từ trên võ đài xuống, nói tiểu thư Đỗ,
vậy tôi về trước đây. Lúc này Đỗ Tình Tuyết đang vô cùng kích động, ánh mắt sùng bái nhìn Tiêu Chính Văn, nói, mấy chiêu này của anh học ở đâu thế, dạy cho tôi với. Tiêu Chính Văn mỉm cười, con gái không thích hợp học những thứ này đâu. Nói xong, Tiêu Chính Văn xoay người rời khỏi văn phòng, anh phải về chăm sóc Nana. Đỗ Tình Tuyết đuổi theo phía sau, hét lớn, Tiêu Chính Văn, ngày mai tới làm. Tiêu Chính Văn vẫy tay rồi bước ra khỏi tòa nhà của tập đoàn Đỗ Thị, vừa ra khỏi nhà liền nhận được điện thoại của Khương Vi Nhan. Sao thế, Vi Nhan? Xảy ra chuyện gì rồi à? Tiêu Chính Văn hỏi. Ở bên kia điện thoại, Khương Vi Nhan bật khóc, nói bằng giọng đầy lo lắng, Tiêu Chính Văn, chúng ta đặt một lô vật liệu, nhưng không thông qua được đợt kiểm tra chất lượng, người của Cục Giám sát chất lượng không chấp nhận lô hàng này một cách vô lý, làm sao bây giờ? Lô vật liệu này đang cần dùng gấp, nếu như chậm trễ thời gian thi công thì sẽ phải đền bù một số tiền lớn. Chương 215, mấy chiếc xe quân sự đi tới. Tiêu Chính Văn an ủi, Vi Nhan, em đừng lo quá, sẽ có cách thôi. Em có chắc là Cục Giám sát chất lượng không chấp nhận lô vật liệu đó không? Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, nói, vâng ạ, không chấp nhận 3 lần rồi, cả ngày hôm nay em ngồi lì ở đây. Trưởng phòng Lý, trưởng phòng Cục Giám sát chất lượng còn nói với em, lô vật liệu này không đủ tiêu chuẩn, sẽ không cho chúng ta thông qua, còn bảo em quay về đợi thông báo. Tiêu Chính Văn, anh nói xem có phải trưởng phòng Lý muốn phong bì không? Nếu như vậy thì em đưa bao nhiêu thì hợp lý? Tiêu Chính Văn cau mày, nói em đã đưa chưa? Khương Vi Nhan lắc đầu, vẫn chưa ạ, em sợ nhỡ trưởng phòng Lý là người liêm khiết, nếu như em đưa phong bì thì sẽ để lại ấn tượng không tốt lắm. Ừ, Tiêu Chính Văn vừa bước lên taxi vừa nói, như vậy đi, em gửi danh sách những vật liệu mà em cần cho anh có quen biết với một số người bạn ở Tu Hà, để anh tìm bọn họ hỏi thử, xem có vật liệu dự phòng nào không, sau đó anh sẽ bảo người nhanh chóng đưa tới nhà máy của em. Cũng chỉ đành như vậy thôi, Khương Vi Nhan gật đầu. Ngay sau đó, Tiêu Chính Văn nhận được danh sách vật liệu mà Khương Vi Nhan gửi tới, anh nhìn qua một lượt, đều là vật liệu dùng để trang trí, theo lý mà nói chắc không nên bị gạt bỏ chứ, trừ khi chất lượng lô vật liệu này của Khương Vi Nhan thật sự vô cùng kém. Nghĩ một lúc, Tiêu Chính Văn gọi điện thoại cho Hàn Lợi Dân, ở phía bên kia, Hàn Lợi Dân vừa mới xử lý xong việc của ba bố con nhà họ Bao và các cựu chiến binh đã nghỉ hưu, kết quả điều tra cho thấy, những cựu chiến binh này đều bị Bao Kiến Thiên dụ dỗ. Tất cả mọi tội trạng đều do ba bố con Bao Kiến Thiên gây ra. Hàn Lợi Dân cũng cảm thấy rất đáng tiếc, dù sao cũng là quân nhân, hình phạt sẽ rất đáng sợ. Đáng tiếc cho Bao Kiến Thiên, đã từng có những đóng góp to lớn cho Hoa Quốc, đến cuối cùng, vẫn không thể chịu được sự cám dỗ của thế giới muôn màu. Chủ soái, anh có gì dặn dò ạ? Hàn Lợi Dân cung kính hỏi. Tiêu Chính Văn nói, sở chỉ huy quân đội Tu Hà có phải có mấy nhà máy quân đội không? Hàn Lợi Dân nghe xong, khá sửng sốt, sau đó nói, đúng vậy, ở Tu Hà có 4 nhà máy quân sự, chịu trách nhiệm cung cấp nhu yếu phẩm hàng ngày cho khu vực quân sự, còn có một số mặt hàng đặc biệt bị cấm nữa, ví dụ như súng ống đạn dược. Có cơ sở vật liệu hạ tầng nào không? Tiêu Chính Văn hỏi. Hàn Lợi Dân nghĩ một chút rồi nói, có đấy, nhà máy quân sự ở khu Tây Thành, sản xuất một số vật liệu cơ sở hạ tầng quân sự. Sao vậy, có nhiệm vụ gì à? Tiêu Chính Văn cười nói, Khương Vi Nhan gặp một vài vấn đề trong quá trình phát triển trung tâm thương mại, các lô nguyên vật liệu được đặt hàng không qua được sự kiểm tra của Cục Giám sát chất lượng, tôi đang nghĩ lấy một lô vật liệu từ nhà máy quân sự của các anh. Thì ra là vậy, vậy thì đơn giản thôi, tôi sẽ lập tức bảo Nhậm Lương đến nhà máy quân sự ở khu Tây Thành, kéo một lô vật liệu về cho anh, Hàn Lợi Dân cười nói. Ừ, cứ theo như giá thị trường là được. Rồi sau đó đến tìm Lý Trường Thắng, Tiêu Chính Văn nói, sau đó nhanh chóng cúp máy, gửi danh sách vật liệu cho Hàn Lợi Dân. Hàn Lợi Dân cũng lập tức gọi điện cho Nhậm Lương, hạ lệnh Nhậm Lương. Cậu lập tức chuyển những vật liệu này từ nhà máy quân sự của mình đến nhà máy của nhà họ Khương. Không được để xảy ra sai sót. Lúc này, Nhậm Lương đang huấn luyện tân binh trong trại của mình, sau khi nhận được thông báo. Anh ta lập tức điều động 5 phương tiện vận tải và kéo tất cả những vật liệu mà Tiêu Chính Văn cần. Sau đó, 5 chiếc xe tải, mang biển số của quân khu,
treo lá cờ của Hoa Quốc và một đại đội binh lính được trang bị súng ống đạn dược, đích thân hộ tống những chiếc xe này, lái thẳng đến nhà máy nhà họ Khương. Cùng lúc này, ở nhà máy nhà họ Khương, Khương Vi Nhan cùng với một số lãnh đạo công ty nhà họ Khương, bao gồm cả Khương Văn Kỳ và Khương Mỹ Nghiên đều đang tổ chức cuộc họp trong nhà máy. Bầu không khí rất căng thẳng. Có thể nghe thấy tiếng cãi vã vang vọng khắp nhà máy. Bộp! Khương Văn Kỳ tức giận đập bàn, chỉ vào Khương Vi Nhan đang ủ rũ, nghiêm mặt khiển trách Khương Vi Nhan. Cô làm gì vậy? Tại sao lô vật liệu này lại không thông qua được đợt kiểm tra chất lượng? Trước nay chúng ta đều lấy hàng ở công ty này, nhưng chưa bao giờ xảy như tình huống như vậy. Bảo cô đi lấy tờ báo cáo kiểm nghiệm chất lượng hàng năm, cô lại cầm một tờ báo cáo không đủ tiêu chuẩn về, cô đúng là sao chổi của nhà họ Khương. Hừ, Khương Vi Nhan, có phải cô đắc tội với trưởng phòng Lý ở cục giám sát chất lượng rồi không? Vừa nãy tôi nhận được thông báo, bảo chúng ta đợi thêm nửa tháng nữa rồi lại đi kiểm tra. Cô có biết nếu đình trệ thời gian 2 tháng, phí thi công sẽ tốn bao nhiêu không? Nhà họ Khương chúng ta sẽ tổn thất bao nhiêu không? Khương Mỹ Nghiên cũng tức giận chỉ trích cô. Các lãnh đạo của công ty cũng hùa theo. Tôi thấy, Khương Vi Nhan không thể nào hoàn thành được dự án hợp tác lần này rồi. Đúng vậy, tốt hơn hết là nghỉ việc về nhà chăm con chăm chồng đi. Như vậy sẽ tiết kiệm được bao nhiêu tiền cho công ty chúng ta? Tôi đồng ý, hôm nay chúng ta cách chức của Khương Vi Nhan đi. Ngay lập tức, mọi người đều biểu quyết tán thành, nhưng quản đốc của nhà máy và một số công nhân không đồng ý. Dù sao bọn họ cũng đã từng nhìn thấy sự lợi hại của Tiêu Chính Văn, bọn họ biết rõ nên đứng về phía ai. Khương Vi Nhan cũng rất ấm ức, khóc lóc giải thích, bác à, cháu cũng không biết nữa, cháu làm theo lời bác. Đến cục giám sát chất lượng để lấy báo cáo. Nhưng trưởng phòng Lý lại nói với cháu rằng hàng của chúng ta không đủ tiêu chuẩn, cháu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Hừ, đã đến lúc này rồi, cô còn muốn viện cớ à? Lẽ nào, Khương Văn Kỳ tôi dùng lợi ích của công ty để gài bẫy cô sao? Làm như vậy thì tôi được lợi gì? Lần này mà chậm trễ là kéo dài tận nửa tháng. Khương Văn Kỳ tức giận gầm lên, hai mắt đỏ ngầu. Nhìn có vẻ ông ta quả thực không liên quan đến chuyện này. Sau đó, sắc mặt Khương Văn Kỳ u ám, nói còn thời gian nửa ngày, Khương Vi Nhan, tôi không quan tâm cô làm thế nào, bắt buộc phải đến cục giám sát tìm trưởng phòng Lý, lấy được tờ chứng nhận đủ tiêu chuẩn về đây, nếu không thì, tôi sẽ báo cáo lên ông cụ Khương, đuổi cô khỏi công ty. Lúc này, Khương Vi Nhan đang ở trong tình thế khó xử. Cô đã tìm trưởng phòng Lý không dưới 3 lần rồi. Nhưng cuối cùng vẫn bị từ chối thẳng thừng. Nhưng lúc này cũng chẳng còn cách nào khác. Khương Mỹ Nghiên cười khẩy, đi tới chỗ Khương Vi Nhan, nói nhỏ bên tai cô, Khương Vi Nhan, là chị họ, tôi cũng không muốn cô chịu ấm ức, tôi có quen biết với trưởng phòng Lý, người này mặc dù không ham giàu sang phú quý, nhưng lại mê gái cực độ. Vì vậy, tôi cảm thấy nếu cô muốn lấy được giấy chứng nhận, chỉ bằng tối nay chịu khó tí. Mời anh ta đi ăn cơm rồi ngồi uống với anh ta vài chén, thấy thế nào? Nghe thấy câu này, sắc mặt Khương Vi Nhan trở nên khó coi vô cùng, hai tay siết chặt thành nắm đấm, đứng bật dậy, nói, không cần. Cảm ơn ý tốt của chị Mỹ Nghiên, tôi sẽ có cách lấy được giấy chứng nhận. Hừ, Khương Vi Nhan lạnh lùng hừ một tiếng, nói, được, được lắm. Nếu như cô đã không chịu vậy thì tôi cũng chẳng còn cách nào. Hy vọng trước ngày mai cô sẽ lấy được giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn. Khương Vi Nhan ấm ức lau nước mắt trên khóe mắt, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một công nhân xông vào hét lớn, quản đốc. Phó giám đốc Khương, ở bên ngoài, có mấy chiếc xe quân sự kéo vật liệu đi tới. Chương 216, một mũi tên trúng hai đích. Quân, xe quân sự. Khương Văn Kỳ và tất cả mọi người trong nhà máy đều rất kinh ngạc. Xe quân sự ở đâu vậy? Khương Văn Kỳ nhìn đám người hỏi. Mọi người đều trố mắt nhìn nhau, lắc đầu, tỏ ý không biết. Lúc này, Khương Vi Nhan mới nhớ tới mình vừa gọi điện thoại cho Tiêu Chính Văn, anh nói có vài người bạn, có thể mang vật liệu tới, chẳng lẽ chính là những chiếc xe quân sự này sao? Bác cả, Tiêu Chính Văn có nói, anh ấy quen biết với vài người bạn ở Tu Hà, có thể tìm thấy được vật liệu thay thế, mang đến nhà máy cho chúng ta. Lúc này Khương Vi Nhan yếu ớt nói. Khương Văn Kỳ nghe thấy vậy, trợn tròn hai mắt,
hất tay nói, Tiêu Chính Văn. Ha ha, cậu ta thì quen biết với ai được chứ? Nói xong, Khương Văn Kỳ bước nhanh ra khỏi nhà máy, đi thẳng đến khu vực đỗ xe. Đám lãnh đạo cấp cao của công ty và người phụ trách khu vực nhà máy đều vội vàng đi theo phía sau ông ta. Quả nhiên, từ xa đã nhìn thấy 5 chiếc xe quân sự đậu ở cửa, bên cạnh mỗi chiếc xe quân sự đều có những binh lính được trang bị vũ trang đầy đủ. Cảnh tượng như vậy, đám người Khương Văn Kỳ cả đời này cũng chưa từng được nhìn thấy. Vì vậy, Khương Văn Kỳ tươi cười, cung kính bước tới chào hỏi, nói các vị binh lính, các vị là. Nhậm Lương đích thân dẫn đầu đội vận chuyển vật liệu, mang phù hiệu vàng của trung úy trên vai, lúc này, anh ta quay mặt lại, nở nụ cười bình thản, nói với Khương Văn Kỳ, xin hỏi, vị nào là tiểu thư Khương Vi Nhan? Tìm Khương Vi Nhan. Khương Văn Kỳ ngây ra, sắc mặt hơi khó coi. Khương Vi Nhan cũng vội vàng chen lên từ sau đám đông, nói tôi là Khương Vi Nhan. Nhậm Lương đứng nghiêm chào, thái độ vô cùng cung kính nói, tiểu thư Khương, đây là những vật liệu mà cô cần, chúng tôi đã mang hết đến đây cho cô rồi, mời cô ký nhận. Nói xong, Nhậm Lương lấy tờ biên lai của vật liệu quân khu ra, dùng hai tay đưa cho Khương Vi Nhan. Khương Vi Nhan cũng sửng sốt trước cảnh tượng đột ngột này, ngây một lúc mới phản ứng lại, vội vàng cầm biên lai và ký tên vào đó. Sau đó, Nhậm Lương lập tức hạ lệnh, bảo binh lính hộ tống dỡ toàn bộ vật liệu trên xe xuống. Khương Vi Nhan và đám người Khương Văn Kỳ đứng bên cạnh nhìn, đều muốn tiến đến giúp đỡ, nhưng lại không dám chen tay vào. Đến cuối cùng, Nhậm Lương cung kính chào Khương Vi Nhan, chuẩn bị rời đi. Khương Vi Nhan cũng nhân lúc này, vội vàng hỏi, trưởng quan, tôi muốn hỏi một chút, số vật liệu này được chuyển từ quân khu đến đây sao? Là ai bảo các anh làm vậy? Nhậm Lương mỉm cười, nói tiểu thư Khương, đây là bí mật của quân khu. Cô chỉ cần biết rằng số vật liệu này đều là do nhà máy quân khu của chúng tôi gia công, chất lượng tuyệt đối không có vấn đề gì. Nói xong, Nhậm Lương lên xe, lấy báo cáo kiểm tra chất lượng của nhà máy quân khu cho Khương Vi Nhan, nói, suýt nữa quên mất cái này, đây là báo cáo kiểm tra chất lượng của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà của chúng tôi, tiểu thư Khương hoàn toàn có thể đưa lô hàng đến cục giám sát chất lượng kiểm tra, sẽ không xảy ra bất cứ vấn đề gì đâu. Khương Vi Nhan ngây người gật đầu, sau đó nhìn Nhậm Lương và 5 chiếc xe quân sự rời khỏi nhà máy. Mãi cho đến khi đám người Nhậm Lương rời đi, Khương Văn Kỳ, Khương Mỹ Nghiên, đám lãnh đạo cấp cao của công ty và người phụ trách khu vực nhà máy mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, Khương Văn Kỳ liếc nhìn đống vật liệu được chuyển tới từ nhà máy quân sự, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa kích động. Sau đó, ông ta giật lấy báo cáo kiểm tra chất lượng của nhà máy quân sự trong tay Khương Vi Nhan, liếc nhìn vài cái rồi không ngừng gật đầu, cười nói tốt, tốt, tốt lắm. Có số vật liệu và tờ báo cáo kiểm tra chất lượng của nhà máy quân sự này, việc sản xuất của chúng ta sẽ không bị đình trệ nữa rồi. Vi Nhan, cô mau chóng mang số hàng này đến cục giám sát chất lượng để kiểm tra. Sau đó, Khương Vi Nhan gật đầu với một vài nhân viên, chuyển lô vật liệu này lên xe đưa tới cục giám sát chất lượng để kiểm tra. Trên đường đi, Khương Vi Nhan cũng gọi điện cho Tiêu Chính Văn, hỏi Tiêu Chính Văn, anh đưa lô vật liệu từ nhà máy quân sự đến đây à? Ở đầu dây bên kia, Tiêu Chính Văn bình thản nói, ừ, sao thế? Vật liệu không ổn à? Khương Vi Nhan vội vàng lắc đầu, hít sâu một hơi, nói, không phải, không phải, chỉ là em không ngờ được. Mấy người bạn mà anh nói lại là người của nhà máy quân sự Tu Hà, Tiêu Chính Văn, anh biết không, lần này anh đã giúp em một chuyện lớn rồi đó. Có bản báo cáo này của nhà máy quân đội, phía bên trưởng phòng lý của Cục Giám sát Chất lượng nhất định sẽ thông qua cho chúng ta. Không có gì, em là vợ anh sẽ cố gắng hết sức để giúp em, lát nữa anh ra ngoài mua đồ ăn, em muốn ăn gì, Tiêu Chính Văn cười hỏi. Trong lòng Khương Vi Nhan cũng nhẹ nhõm hơn hẳn. Cô mỉm cười, chu môi ra vẻ suy nghĩ, sau đó cười vui vẻ nói, sườn xào chua ngọt. Sườn xào chua ngọt anh làm ngon lắm, em và Nana đều rất thích ăn. Được, vậy tối nay anh sẽ làm sườn xào chua ngọt cho em. Tiêu Chính Văn mỉm cười cúp máy, anh đứng dậy, nhìn Nana đang vẽ tranh trong phòng khách, nói, Nana, đi siêu thị mua đồ ăn với bố đi, hôm nay bố sẽ làm món sườn xào chua ngọt cho con và mẹ, có được không? Nana vừa nghe thấy sườn xào chua ngọt,
đôi mắt to trong như viên ngọc đảo quanh một vòng, sau đó vỗ tay cười nói, được ạ, được ạ, ăn sườn xào chua ngọt nào, ăn sườn xào chua ngọt bố làm nào. Lúc này, tại cao ốc Thụy Phong, trong văn phòng tổng giám đốc, Vương Tố Hân quỳ trước bàn của Tề Phong, lúc này mới đứng lên, liếm chất lỏng màu trắng ở khóe miệng, sau đó lấy khăn giấy cẩn thận lau cho Tề Phong, khuôn mặt đỏ bừng, biểu cảm rất mê hoặc. Tề Phong thở dốc, vẻ mặt mãn nguyện, bóp mạnh vào vòng ngực của Vương Tố Hân, nói, dạo này kỹ năng điêu luyện quá đấy. Vương Tố Hân cười xấu hổ, ngồi trong lòng Tề Phong, nói chuyện đối phó với Khương Vi Nhan, anh làm đến đâu rồi. Tề Phong cười híp mắt, nói ổn thỏa hết rồi, nhà họ Khương làm trong ngành vật liệu trang trí, gần đây bọn họ lấy được dự án hợp tác với tập đoàn của Hàn Lợi Dân, một dự án quy mô lớn gồm 5 trung tâm mua sắm. Đúng lúc gần đây bọn họ gửi một lô vật liệu đến Cục Giám sát Chất lượng để kiểm tra, mà anh Lý chính là trưởng phòng của Cục Giám sát Chất lượng, anh có quen biết với anh ta, hôm qua anh mời anh ta ăn một bữa, bảo anh ta không thông qua lô hàng của nhà họ Khương, hơn nữa còn cố tình trì hoãn thời gian của nhà bọn họ, bây giờ có vẻ Khương Vi Nhan và đám người nhà họ Khương đang lo sốt vó lên rồi. Nói xong, nụ cười của Tề Phong trở nên gớm ghiếc. Vương Tố Hân cười khẩy. Nói, vậy Khương Vi Nhan không phải sẽ bị nhà họ Khương hận chết sao? Tề Phong gật đầu, nói, em nói đúng, lô vật liệu đó của nhà họ Khương đang cần rất gấp, chậm 1-2 ngày là có thể gây ra tổn thất lợi nhuận rồi, mà anh lại bảo trưởng phòng Lý cố ý kéo dài thời gian nửa tháng, nhà họ Khương cũng chẳng ngốc, nhất định sẽ loại bỏ Khương Vi Nhan. Hơn nữa, nếu như nhà họ Khương muốn lô vật liệu này được thông qua, đến lúc đó, chúng ta lại ra mặt giúp đỡ. Bán lô vật liệu trong tay chúng ta cho bọn họ với giá gấp đôi, ít nhất chúng ta cũng có thể kiếm được 100 triệu. Gì cơ, 100 triệu á? Vương Tố Hân vừa nghe xong, hai mắt trợn to, hô hấp trở nên gấp gáp, vẻ mặt vô cùng kích động, lập tức hôn lên mặt Tề Phong mấy cái, nũng nịu nói, chồng. Anh thật thông minh quá đi, sao em không nghĩ ra chuyện này chứ? Tề Phong ôm chặt Vương Tố Hân. Vẻ mặt mãn nguyện nói, em chỉ cần phục vụ anh thật tốt là được rồi, đi theo anh đảm bảo cuộc đời em sẽ sống trong gấm vóc nhung lụa. Vương Tố Hân óng ẹo vặn vẹo cơ thể, nói, lần này không chỉ là đối phó với Khương Vi Nhan, bắt cô ta quỳ xuống trước mặt chúng ta. Còn có tên Tiêu Chính Văn đó nữa, nhất định phải khiến cho anh ta đau khổ. Khiến anh ta hiểu rằng, đối đầu với nhà chúng ta sẽ có kết cục như thế nào. Được, được, được. Mọi chuyện đều nghe theo em. Tề Phong mỉm cười, đúng lúc này, điện thoại của hắn vang lên, trên màn hình hiện lên số của trưởng phòng Lý. Xuyệt, điện thoại của trưởng phòng Lý, xem ra người nhà họ Khương đã không chờ được nữa rồi. Tề Phong nở nụ cười danh mãnh. Chương 217, đi tới văn phòng của tôi đợi. Tề Phong nghe điện thoại, cười nói, trưởng phòng Lý, mọi chuyện thế nào rồi? Ở đầu dây bên kia. Lúc này, Lý Sóc đang ngồi trong phòng làm việc, hai chân vắt chéo lên bàn, cầm tách trà trong tay, mỉm cười nói, thiếu gia Tề, Lý Sóc tôi đã ra tay thì anh cứ yên tâm đi. Tề Phong nghe thấy vậy liền cười nói, đương nhiên là tôi yên tâm rồi, tôi biết rất rõ cách làm việc của trưởng phòng Lý, vậy bây giờ trưởng phòng Lý gọi điện cho tôi là có chuyện gấp gì sao? Lý Sóc cười nói, gấp thì cũng không gấp lắm, chỉ là, he he, thiếu gia Tề. Anh chắc là hiểu rõ con người Lý Sóc tôi đúng không, không ham tiền bạc, chỉ là tối qua mấy người phụ nữ mà thiếu gia Tề gửi tới chỗ tôi thật sự rất ngon. Tôi đang nghĩ, thiếu gia Tề, có thể. Có một số điều không cần phải nói thẳng. Tề Phong hiểu ra, cười nói, trưởng phòng Lý cứ yên tâm, tôi nay, địa chỉ cũ, phòng cũ, sẽ có người đợi anh. Lý Sóc vừa nghe thấy vậy, lập tức bỏ chân xuống, gật đầu cười nói, tốt, tốt quá. Có câu này của thiếu gia Tề là tôi yên tâm rồi, ha ha ha. Vậy thiếu gia Tề cứ bận việc đi nhé, tôi không làm phiền nữa. Nói xong, Lý Sóc cúp điện thoại, trên mặt nở nụ cười xấu xa. Vừa nghĩ tới năm cô gái xinh đẹp như nữ thần tối qua, hầu hạ mình hết sức chu đáo, Lý Sóc nở nụ cười hết sức dâm đãng. Hắn thậm chí còn muốn tan làm ngay lúc này. Tuy nhiên bây giờ vẫn còn rất sớm. Nghĩ đến đây. Lý Sóc lấy mấy viên thuốc màu xanh từ trong ngăn kéo ra, vẻ mặt tràn đầy dục vọng, nói, he he, thuốc này đủ mạnh, có thể khiến mình tự tin rồi. Sau đó, Lý Sóc lấy điện thoại di động ra,
bấm xem đoạn video hắn đã quay tối qua, xem một cách rất cẩn thận, thậm chí đến đoạn cao trào, còn phóng to màn hình lên xem. Đúng lúc này, cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra, một trợ lý nữ xông vào. Lý Sóc lập tức cất điện thoại đi, mặt bỏ bừng, giận dữ nói, Tiểu Triệu. Cô có chuyện gì vậy? Bây giờ học được cách đi vào không gõ cửa rồi à? Nữ trợ lý đó cũng vừa mới tốt nghiệp đại học, mới được điều đến đây, nhìn thấy Lý Sóc tức giận, cô ấy lập tức khom lưng cúi đầu xin lỗi trưởng phòng Lý, tôi. Lý Sóc cau mày, xua tay, nói, được rồi. Lần sau đi vào nhớ gõ cửa, nói đi, có chuyện gì mà hoảng hốt như vậy? Trong khi nói, Lý Sóc cũng đang đánh giá thân hình của Tiểu Triệu ở trước mặt. Sinh viên nữ vừa mới tốt nghiệp đại học, trên người tràn đầy cảm giác non nớt và tươi mới, mặc dù không điên cuồng và quyến rũ như những cô nàng tối qua, nhưng cô gái ngây thơ thuần khiết như Tiểu Triệu khiến Lý Sóc vô cùng thèm muốn. Tiểu Triệu hơi sợ hãi ánh mắt của Lý Sóc, ủ rũ cúi đầu nói, trưởng phòng Lý, tiểu thư Khương Vi Nhan của nhà máy nhà họ Khương đang ở bên ngoài, mang một lô vật liệu mới đến để kiểm tra. Nghe thấy vậy, gương mặt của Lý Sóc trở nên khó coi vô cùng, nói, Khương Vi Nhan. Sao lại là cô ta? Không phải đã nói, bảo cô ta đợi nửa tháng sau đến kiểm tra lại à? Lẽ nào, cô ta không nghe hiểu tiếng người sao? Tiểu Triệu vội vàng nói, trưởng phòng Lý, tiểu thư Khương mang lô vật liệu mới đến. Lô vật liệu mới? Lý Sóc cau mày, không ngờ Khương Vi Nhan lại lấy được lô vật liệu mới trong thời gian ngắn như vậy. Nhưng mà, thế thì có tác dụng gì chứ? Mình không muốn thông qua, thì sẽ không được thông qua. Được rồi, tôi biết rồi, tôi lập tức tới đó. Lý Sóc lạnh lùng nói một câu, hắn đứng dậy, rời khỏi văn phòng, đi thẳng đến khu vực kiểm tra. Lúc này, ở khu vực kiểm tra, Khương Vi Nhan dắt theo ba nhân viên, đưa một lô vật liệu đến, lúc này đang đứng tranh cãi với một số nhân viên của Cục Giám sát Chất lượng. Các người dựa vào đâu mà không cho chúng tôi vào kiểm tra, Khương Vi Nhan mặt đỏ tía tai, sắp bị tức chết rồi. Bọn họ đưa lô vật liệu đến, nhưng bên kia nhất quyết không cho bọn họ vào kiểm tra. Đúng vậy, các người có quyền gì mà làm như vậy? Trưởng phòng Lý của các người đâu? Bảo trưởng phòng Lý của các người ra đây. Ba nhân viên phía sau Khương Vi Nhan cũng mắng theo. Các nhân viên kiểm tra chất lượng ở trước mặt đám người Khương Vi Nhan bày ra vẻ mặt thờ ơ và khiêu khích, nói, đừng nói nhiều nữa. Mau cút đi, hôm nay máy hỏng rồi, tạm thời không kiểm tra được. Mấy người quay về đi. Ngày mai hãy tới. Vừa dứt lời, một ông chủ dắt theo mấy nhân viên tặng vài tờ nhân dân tệ cho các nhân viên kiểm tra chất lượng liền được cho vào. Nhìn thấy cảnh này, Khương Vi Nhan tức giận vô cùng, nói, vậy sao bọn họ có thể vào kiểm tra? Mấy người đang cố ý làm khó chúng tôi đúng không? Tôi phải gặp trưởng phòng Lý. Không phải lúc nào Khương Vi Nhan cũng yếu mềm. Điều này cho thấy đối phương đang cố tình gây khó dễ cho mình. Nếu như lúc này nhẫn nhịn thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nữa. Lúc này, sau lưng mọi người vang lên một giọng nói lạnh lùng. Muốn gặp tôi à, tôi tới rồi đây. Lúc này, Lý Sóc chống hai tay sau lưng, vênh váo đi tới, vẻ mặt lạnh lùng. Khương Vi Nhan nhìn thấy Lý Sóc đi tới, cũng bớt tức giận, nói trưởng phòng Lý, vì sao không cho chúng tôi vào kiểm tra. Lý Sóc liếc nhìn Khương Vi Nhan vài cái. Cảm thấy người phụ nữ này rất đẹp, thân hình cũng ngon nữa. Xinh đẹp hơn nhiều so với năm người phụ nữ tối qua. Thậm chí, năm người phụ nữ đó khi đứng trước mặt Khương Vi Nhan hoàn toàn không thể ngẩng đầu lên được. Nếu như có thể ngủ với Khương Vi Nhan một đêm, vậy thì sướng quá rồi. Trưởng phòng Lý, vì sao không cho chúng tôi vào kiểm tra? Khương Vi Nhan cảm nhận được ánh mắt háo sắc của Lý Sóc, cô khẽ cau mày, lại hỏi lại. Lý Sóc cũng thu ánh mắt lại, lạnh lùng nói, tiểu thư Khương, không phải đã nói rồi sao, bảo cô nửa tháng nữa hãy đến kiểm tra. Hôm nay không đủ nhân lực, hơn nữa, phía sau còn có rất nhiều doanh nghiệp đang chờ được kiểm tra, tôi không thể chỉ kiểm tra cho một mình cô được. Nếu như để các doanh nghiệp khác biết, bọn họ sẽ nói gì đây? Khương Vi Nhan vội vàng nói, trưởng phòng Lý, lần này chúng tôi đưa lô vật liệu mới tới, hơn nữa, chúng tôi làm đúng theo quy trình. Anh biết đấy, chúng tôi có hợp tác với tập đoàn Lợi Dân, kỳ hạn của công trình không thể chậm trễ, mong trưởng phòng Lý tạo điều kiện.
Lý Sóc cau mày, sau đó hắn đảo mắt, nói, được rồi, Tiểu Triệu, cô đưa lô vật liệu này của Khương Vi Nhan đi kiểm tra, nhớ kỹ, nhất định phải kiểm tra kỹ càng, chúng ta làm ngành kiểm tra này, quan trọng nhất chính là chất lượng. Sau đó, Lý Sóc nở một nụ cười nhạt, nói với Khương Vi Nhan, tiểu thư Khương, kiểm tra cần một chút thời gian, hay là, cô đến văn phòng của tôi ngồi đi. Khương Vi Nhan suy nghĩ, sau đó từ chối, không cần đâu trưởng phòng Lý, tôi ở đây đợi là được rồi. Lý Sóc mỉm cười, trời, tiểu thư Khương à, cô ở đây đợi cũng là đợi mà đến văn phòng tôi đợi cũng là đợi, đúng lúc tôi có một vài câu hỏi liên quan đến lô vật liệu mà cô vừa đưa tới, muốn hỏi cô đấy. Nghe Lý Sóc nói như vậy, Khương Vi Nhan cũng cảm thấy hơi nghi ngờ, vì sao lô vật liệu đã hợp tác bao nhiêu năm đột nhiên lại không hợp quy cách. Vì vậy, Khương Vi Nhan cũng không nghĩ nhiều, dặn dò nhân viên đứng ở đây đợi, sau đó đi theo Lý Sóc đến văn phòng của hắn. Vừa bước vào cửa, Lý Sóc đã đóng sầm cửa lại, nở nụ cười tà ác, sau đó rót cho Khương Vi Nhan một chén trà, đồng thời, hắn đứng quay lưng về phía Khương Vi Nhan, đổ một túi bột màu trắng vào trong chén trà. Sau đó, hắn lắc chén trà, bưng tới, đưa cho Khương Vi Nhan, cười nói, tiểu thư Khương, cô chạy tới chạy lui nãy giờ chắc cũng khát rồi nhỉ, đây là loại trà thượng hạng đấy, cô thử xem. Chương 218, mày muốn chết. Nhìn chén trà trước mắt, Khương Vi Nhan cẩn thận, không dám uống, nói xin lỗi, trưởng phòng Lý, tôi không thích uống trà lắm. Lý Sóc nghe thấy vậy, ngồi xuống đối diện, sắc mặt lập tức trùng xuống, lạnh lùng nói, sao cơ, tiểu thư Khương đây là xem thường Lý Sóc tôi à? Một chén trà cũng không chịu uống. Nếu đã như vậy, tôi nghĩ lô vật liệu đó của cô cũng không cần kiểm tra làm gì nữa. Khương Vi Nhan nghe thấy vậy, lập tức cười nói, trưởng phòng Lý, tôi không có ý đó, tôi. Nói xong, Khương Vi Nhan cũng hơi do dự, cầm chén trà lên, uống một ngụm nhỏ. Lúc Lý Sóc nhìn thấy Khương Vi Nhan uống trà, cảm xúc của hắn thả lỏng hơn rất nhiều, tư thế ngồi cũng trở nên thoải mái hơn, dục vọng trong mắt cũng trở nên mãnh liệt hơn. Thậm chí, hắn còn đứng dậy, tới ngồi bên cạnh Khương Vi Nhan, to gan lớn mật nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô, cười nói tiểu thư Khương, cô có biết vì sao lô vật liệu lần trước không hợp quy cách không? Khương Vi Nhan bị hành động của Lý Sóc làm cho hoảng sợ, cô vội vàng rút tay ra, đứng lên, xa sầm mặt mày, nói trưởng phòng Lý, xin anh tự trọng. Nếu anh cứ như vậy thì tôi xin phép đi ra ngoài. Lý Sóc mỉm cười, không hề quan tâm đến sự cự tuyệt của Khương Vi Nhan, lập tức nói, tiểu thư Khương, chúng ta đều là người trưởng thành rồi, thật ra có một số chuyện, không cần nói cô chắc cũng hiểu rõ, chỉ cần cô phục vụ tôi một đêm, giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn lập tức sẽ được hoàn thành xong, thế nào? Nghe thấy vậy, con người trong mắt Khương Vi Nhan giãn ra, cô vô cùng kinh ngạc nhìn Lý Sóc, nói trưởng phòng Lý. Không ngờ rằng, anh lại là loại người như vậy. Nói xong, Khương Vi Nhan tức giận xoay người, chuẩn bị rời đi. Nhưng đột nhiên cô cảm thấy cơ thể mềm nhũn, trước mắt trở nên mơ hồ, cô loạng choạng vài bước. Ha ha ha, sao nào? Tiểu thư Khương, bây giờ có phải cô đang cảm thấy khó thở, đầu óc choáng váng, cả người nóng bừng, muốn cởi hết quần áo ra ngay không? Lý Sóc bình thản ngồi trên ghế sofa, nhấp một ngụm trà. Còn Khương Vi Nhan lúc này hai má đỏ bừng. Hô hấp trở nên gấp gáp hơn, bước chân loạng choạng, cô hoàn toàn không có đủ sức để bước ra khỏi căn phòng này. Rõ ràng cánh cửa chỉ cách cô có 2 mét, nhưng cho dù Khương Vi Nhan cố gắng nhấc chân lên thế nào cũng không thể tiến về phía trước được. Cuối cùng, cô nghiêng người, ngã trên ghế sofa, yếu ớt nhìn Lý Sóc, mắng, trưởng phòng Lý, anh đã làm gì tôi rồi? Lý Sóc nở nụ cười xấu xa, nói tiểu thư Khương không cần lo đâu. Tôi chỉ là thêm một chút thuốc mê vào trong chén trà vừa rồi của cô thôi. Loại thuốc này, có thể khiến người ta mất đi khả năng hành động trong vòng 5 phút. Sau đó, toàn bộ cơ thể cô sẽ trở nên bứt rứt khó chịu vô cùng, khao khát mãnh liệt được người khác vuốt ve. Nói xong, Lý Sóc đứng dậy với nụ cười dâm đãng, đi về phía Khương Vi Nhan, đưa hai tay chạm vào khuôn mặt trắng nõn của cô, nói, không hổ là người đẹp nhất Tu Hà, khuôn mặt này, thân hình này đúng là cực phẩm. Thật đáng tiếc, sao cô lại lấy một con chó hoang chứ? Người đẹp như thế này cần được người đàn ông khác yêu thương. Bốp! Khương Vi Nhan dùng toàn bộ sức lực, tát vào mặt của Lý Sóc, gầm lên, trưởng phòng Lý.
anh làm như vậy là phạm pháp đấy. Nếu như chồng tôi biết, nhất định sẽ không tha cho anh đâu. Ha ha ha. Lý Sóc nở nụ cười gian trá, nói chồng cô. Con chó hoàng ấy á. Ha ha ha, anh ta biết thì đã sao nào. Anh ta chẳng qua cũng chỉ là một tên vô dụng mà thôi. Còn Lý Sóc tôi, là trưởng phòng của Cục Giám sát Chất lượng. Tôi muốn bóp chết anh ta cũng chỉ đơn giản như bóp chết một con muỗi mà thôi. Tiểu thư Khương, sao cô biết là tôi muốn xâm phạm cô mà không phải là cô chủ động hiến thân mình cho tôi chứ? Nghe thấy vậy, toàn thân Khương Vi Nhan run lên. Bây giờ cô cảm thấy mình không còn chút sức lực nào, sau đó bắt đầu thấy cơ thể nóng ran, trong lòng có một sự thôi thúc, một loại cảm giác muốn bùng cháy. Nhìn thấy bộ dạng đau khổ chịu đựng của Khương Vi Nhan, Lý Sóc đứng trước mặt cô, lấy điện thoại ra, đặt ở vị trí quay phim thích hợp, cười nói tiểu thư Khương. Không nhịn được thì đừng nhịn nữa, tôi ở ngay đây này, một người đàn ông sống sờ sờ đang ở ngay đây này, chỉ cần cô muốn, chúng ta có thể làm những chuyện mà bây giờ cô đang khao khát được làm. Khương Vi Nhan chịu đựng trong tuyệt vọng, hàm răng trắng của cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng đến mức bật cả máu. Lúc này, trợ lý Tiểu Triệu nhẹ nhàng gõ cửa, nói trưởng phòng Lý, đã có báo cáo kiểm tra chất lượng rồi. Lý Sóc nghe thấy vậy, mở hé hé cửa ra. Lạnh lùng nhìn Tiểu Triệu, lấy tờ kết quả kiểm tra chất lượng từ trong tay Tiểu Triệu, sau đó nói, một tiếng tiếp theo không cho phép bất kỳ ai đến quấy rầy tôi. Dầm. Nói xong, Lý Sóc đóng mạnh cửa lại, sau đó cầm tờ kết quả kiểm tra, cười lạnh lùng bước đến trước mặt Khương Vi Nhan, nói tiểu thư Khương, báo cáo kiểm tra chất lượng đã có rồi, cô có muốn xem không? Lúc này, Khương Vi Nhan yếu ớt, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Lý Sóc, nói trưởng phòng Lý. Cầu xin anh, tha cho tôi, thả tôi ra đi. Lý Sóc làm sao có thể tha cho Khương Vi Nhan được, cơ hội tốt như thế này. Hắn nhất định sẽ nếm thử mùi vị phụ nữ của Khương Vi Nhan. Nói xong, Lý Sóc lấy tờ báo cáo kiểm tra ra, để trước mặt Khương Vi Nhan, nói, cô nhìn cho rõ, không đủ tiêu chuẩn. Lô vật liệu mới mà các cô mang tới, cũng không đủ tiêu chuẩn. Đây đương nhiên là báo cáo giả mà Lý Sóc làm ra. Nghe thấy vậy, vẻ mặt Khương Vi Nhan tràn đầy ngạc nhiên và sửng sốt, nói, làm sao có thể vậy được? Trưởng phòng Lý, đây là lô vật liệu được chuyển tới từ nhà máy quân sự Tu Hà, hơn nữa, tôi cũng mang báo cáo kiểm tra chất lượng của nhà máy quân sự đến đây, chất lượng đã vượt qua 20% mức tiêu chuẩn của thị trường. Khương Vi Nhan hoàn toàn sững sờ, càng cảm thấy không tin được. Lý Sóc nghe thấy vậy, khẽ cau mày lại. Nghi hoặc hỏi, vật liệu của nhà máy quân sự Tu Hà. Khương Vi Nhan, cô đang lừa tôi sao? Nhà họ Khương nhỏ bé của cô làm sao lấy được vật liệu từ nhà máy quân sự Tu Hà chứ? Lý Sóc không tin, Khương Vi Nhan liền lấy từ trong túi ra bản báo cáo kiểm tra. Lý Sóc vội vàng cầm lấy xem thử, đúng thật là bản báo cáo kiểm tra chất lượng của nhà máy quân sự, bên trên có đóng dấu của Sở Chỉ huy quân đội Tu Hà. Chuyện này... Lý Sóc hoảng sợ. Hắn không thể ngờ, người phụ nữ Khương Vi Nhan này lại có thể lấy được vật liệu từ nhà máy quân sự. Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Lý Sóc thẳng thừng xé nát tờ báo cáo kiểm tra chất lượng của nhà máy quân đội trong tay, cười khẩy tờ báo cáo này nhất định là giả. Từ trước đến giờ tôi chưa từng nhìn thấy tờ báo cáo nào như vậy. Khương Vi Nhan, cô lại dám lừa tôi đây là vật liệu của nhà máy quân sự. Cô biết tội mạo danh vật liệu của nhà máy quân sự sẽ bị bắn chết không? Làm giả, sao có thể thế được, đây rõ ràng là do bạn của chồng tôi đưa tới. Khương Vi Nhan sững sờ, nhìn tờ báo cáo chất lượng bị Lý Sóc xé nát, cảm thấy vừa đau lòng vừa thất vọng. Cô nói cái con chó hoang Tiêu Chính Văn. Lý Sóc nghe thấy vậy, lập tức hiểu ra, bật cười ha hả, nói, Khương Vi Nhan à, Khương Vi Nhan. Tôi nói này. Gã chồng đó của cô chẳng phải là một con chó hoang sao? Anh ta có thể quen được người của nhà máy quân sự sao? Đừng nằm mơ nữa, tôi thấy, anh ta tìm bừa một người rồi nói rằng đó là vật liệu của nhà máy quân sự thì có. Thế mà cô lại tin anh ta à? Khương Vi Nhan nghe thấy câu này, không ngừng lắc đầu, nước mắt lăn dài, nói, không. Không phải vậy, Tiêu Chính Văn sẽ không lừa tôi đâu. Lý Sóc cười khẩy một tiếng. Đi đến trước mặt Khương Vi Nhan, nói, người đẹp à, nói thật cho cô biết, thật ra, hai lô vật liệu mà cô mang tới đều hợp tiêu chuẩn cả, chỉ là,
tôi không muốn cho thông qua thôi. Ở cục giám sát chất lượng này, Lý Sóc tôi muốn sản phẩm của ai hợp tiêu chuẩn, thì nó sẽ hợp tiêu chuẩn. Không muốn sản phẩm của ai hợp tiêu chuẩn, thì dù cho ông trời có tới, cũng không hợp tiêu chuẩn được. Nói như vậy, cô hiểu không? Anh, rốt cuộc anh muốn làm gì? Khương Vi Nhan sợ hãi, lúc này cô mới biết, thì ra mọi chuyện đều là do Lý Sóc cố tình làm ra. Muốn làm gì à? Lý Sóc vặn hai tay, nở nụ cười xấu xa, xông đến chỗ Khương Vi Nhan, xé nát quần áo của cô, cười dâm đãng nói, đương nhiên là muốn ăn em rồi. Đột nhiên, bụp, cánh cửa văn phòng bị đá tung ra một cách thô bạo, toàn bộ cánh cửa vỡ ra thành nhiều mảnh. Dám động vào vợ tao, mày muốn chết đúng không? Một bóng người tức giận xông tới, phẫn nộ hét lớn, túm lấy cổ áo Lý Sóc, ném hắn ra ngoài. Chương 219, anh oai phong quá nhỉ. Bóng người mang theo sát khí ngút trời, xông thẳng vào. Chính Văn, hu hu hu. Lúc này Khương Vi Nhan nằm trên ghế sofa, toàn thân không có sức lực, dáng vẻ thút thít yêu kiều, trong lòng rất ấm ức và sợ hãi. Tiêu Chính Văn vội ngồi xổm xuống, đắp chăn trên sofa lên người Khương Vi Nhan, an ủi, không sao, anh đến rồi. Lúc nói chuyện, Tiêu Chính Văn đã nhìn ra cơ thể Khương Vi Nhan có vấn đề, toàn thân đỏ bừng, mặt đầy mồ hôi, hô hấp còn rất gấp gáp. Tiếp sau đó, anh nhìn thấy ly nước trên bàn trà, cầm lên ngửi, là mùi thuốc bột nhàn nhạt. Trong nháy mắt, toàn thân Tiêu Chính Văn tràn ngập sát khí thấu xương, đôi mắt trợn tròn tựa như mắt hổ. Nhiệt độ không khí trong văn phòng bỗng nhiên giảm xuống 0 độ. Tựa như chỉ cần thở mạnh thì cả không khí đều sẽ vỡ nát. Tiêu Chính Văn trở tay, lấy mấy cây kim bạc nhỏ từ bên hông, đâm thẳng vào yết hầu và mấy huyệt vị ở đỉnh đầu của Khương Vi Nhan. Mấy phút sau, Khương Vi Nhan nôn thẳng ra nước trà đã uống, đồng thời trên người toát mồ hôi như mưa, tuôn xối xả. Y thuật của Tiêu Chính Văn rất ít khi thể hiện ra bên ngoài. Suy cho cùng, có ba đại thần y ở đây thì không cần Tiêu Chính Văn ra tay. Có điều y thuật của Tiêu Chính Văn cũng đứng đầu năm quân khu lớn. Chủ soái Bắc Lương không chỉ là chủ soái thống lĩnh 300.000 tướng sĩ Bắc Lương, mà là quân y vương bài của năm quân khu lớn. Có danh hiệu thần y quân ngũ. Đương nhiên, y thuật của Tiêu Chính Văn đều học được từ ba đại thần y. Có điều, đã hậu sinh khảo ý vượt qua cả thầy. Lúc này, cuối cùng Khương Vi Nhan cũng hít thở lại bình thường, cảm giác nóng ran trên người chớp mắt tan biến, cũng khôi phục sức lực, nhưng vẫn sợ hãi nằm bên người Tiêu Chính Văn, dáng vẻ điềm đạm đáng thương, khiến người khác rất thương xót. Sau đó, Tiêu Chính Văn rút hết toàn bộ kim bạc ra ngoài, nhẹ nhàng vỗ bàn tay nhỏ của Khương Vi Nhan, nói, không sao rồi, em ra ngoài trước đi, ở đây giao cho anh xử lý. Không ngờ, cục giám sát chất lượng mà lại xuất hiện chuyện thế này. Lửa giận ngút trời. Nếu không phải bản thân lo lắng cho Khương Vi Nhan, điện thoại hỏi quản đốc, sau đó nhanh chóng chạy đến thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Khương Vi Nhan đứng dậy, quấn chăn mỏng, trên người bị mồ hôi lạnh làm ướt, tóc cũng ướt sườn sượt. Ánh mắt cô nhìn Tiêu Chính Văn lo lắng, nói, vậy anh cẩn thận chút. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, yên tâm đi, anh tự có chừng mực, chuyện kiểm tra chất lượng lô vật liệu anh đã biết cả rồi, em cứ để anh xử lý. Khương Vi Nhan lưu luyến quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, sau đó ra khỏi văn phòng, nhìn thấy ba nhân viên mặt đầy vẻ sốt ruột ở ngoài cửa. Giám đốc Khương, cô không sao chứ? Giám đốc Khương, trưởng phòng Lý có làm gì cô không? Bọn họ cố ý đùa chúng ta đấy. Đúng vậy, lô vật liệu này là nhà máy quân sự đưa tới, vậy mà bọn họ lại kiểm tra không đạt tiêu chuẩn. Hơn nữa, còn đưa ra rất nhiều lý do bác bỏ, căn bản không liên quan đến lô vật liệu của chúng ta. Khương Vi Nhan hít sâu một hơi, nói tôi biết rồi, chúng ta ra ngoài trước đi. Mà bên này, trong văn phòng, lúc này Lý Sóc bò dậy từ trên mặt đất, che mũi, miệng đều là máu. Khi Tiêu Chính Văn xông vào đã thẳng thừng ném hắn ra ngoài, mặt đập xuống đất, va mạnh vào tường, lập tức khiến hắn gãy cả sống mũi. A a a, thằng danh, mẹ kiếp mày là ai? Ai cho mày xông vào? Còn dám ra tay với Lý Sóc tao, mày không muốn sống nữa à? Mặt Lý Sóc toàn vẻ đau đớn, hai mắt trợn lên nhìn Tiêu Chính Văn đầy nham hiểm. Tiêu Chính Văn xoay người qua, trong nháy mắt, khí thế trên người hóa thành tu la.
nhìn chăm chăm vào Lý Sóc với ánh mắt vô cùng ác liệt. Khoảnh khắc đó, toàn thân Lý Sóc run rẩy, cảm thấy hình như mình bị thần chết nhìn chằm chằm vậy. Sự sợ hãi truyền đến từ sâu trong linh hồn. Người đàn ông trước mắt, giống tu la đẫm máu, tựa như đi ra từ trong biển máu của một triệu thi thể. Nhất là nhìn thấy Tiêu Chính Văn cất bước đi về phía mình, Lý Sóc hoảng sợ, vội vàng lùi về sau, quát lên, mày muốn làm gì? Ở đây là cục giám sát chất lượng, tao là trưởng phòng Lý, rốt cuộc mày là ai? Tiêu Chính Văn bước từng bước đến trước mặt Lý Sóc, siết chặt nắm tay, giọng lạnh lùng, tôi là chồng của Khương Vi Nhan, Tiêu Chính Văn. Vừa dứt lời, bụp, Tiêu Chính Văn tung thẳng một cú đấm mạnh vào hốc mắt của Lý Sóc. Thoáng chốc, hốc mắt của Lý Sóc bầm tím, biến thành mắt gấu trúc, hắn gào thét thê thảm, a. Mày chính là tên vô dụng đó. Phản rồi, mày lại dám đánh tao. Tao là trưởng phòng Lý của cục giám sát chất lượng đấy. Tài liệu của Khương Vi Nhan còn cần tao kiểm tra mới cho thể thông qua. Bây giờ mày lại dám ra tay với tao. Tài liệu của bọn mày, tao tuyệt đối sẽ không cho thông qua. Tuyệt đối không. Tiếng cười khẩy vang lên. Tiêu Chính Văn nói, trưởng phòng Lý. Xem ra, quyền lợi ở cục giám sát chất lượng của anh rất lớn nhỉ. Lẽ nào ngay cả cục trưởng của cục giám sát chất lượng mà anh cũng không coi ra gì à? Nói thừa, cục trưởng của cục giám sát chất lượng là em vợ của tao. Tao nói cái gì, lẽ nào nó còn không nghe sao? Lý Sóc che mắt, bộ dạng nhe răng trợn mắt, tức giận nhìn Tiêu Chính Văn chằm chằm, danh con. Mày tiêu rồi, Khương Vi Nhan cũng tiêu rồi. Chuyện hôm nay, bọn mày không nghĩ kỹ xem làm sao bù đắp tổn thất tinh thần cho tao thì tao tuyệt đối sẽ không dừng tay đâu. Chỉ cần một câu nói của tao, cả cục giám sát chất lượng không ai chứng minh đạt tiêu chuẩn cho lô vật liệu nhà họ Khương bọn mày đâu. Ồ, vậy sao? Tiêu Chính Văn cười thờ ơ, điềm nhiên châm một điếu thuốc, ngồi trên ghế sofa, nói, trưởng phòng Lý à, anh đúng là có quyền uy lớn thật đấy. Hừ, Lý Sóc lập tức cười khẩy, ưỡn thẳng lưng, nhìn Tiêu Chính Văn đang ngồi, quát mắng, thằng danh. Bây giờ mày biết vẫn chưa muộn, nếu mày đã đến rồi thì tao cũng nói luôn. Chỉ cần mày tặng vợ mày cho tao chơi một tuần, đồng thời bồi thường tiền thuốc men của tao 1 triệu tệ, thì tao có thể chứng minh lô vật liệu của bọn mày đạt tiêu chuẩn. Thế nào, có phải rất thỏa đáng không? Phụt! Trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn bắn tàn thuốc nóng bỏng lên mặt Lý Sóc, thoáng chốc tia lửa văng khắp nơi, Lý Sóc bị phỏng liền gào lên thảm thiết. Mày đúng là muốn chết. Lý Sóc chỉ vào Tiêu Chính Văn quát mắng, mặt đầy vẻ oán hận. Mà hai mắt Tiêu Chính Văn lại lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Lý Sóc, nếu tôi nhớ không nhầm, vừa nãy lô vật liệu vợ tôi đưa đến là vật liệu của nhà máy quân sự, có chứng nhận đạt tiêu chuẩn của Sở Chỉ huy quân đội Thu Hà, tại sao đến đơn vị anh lại không đạt tiêu chuẩn chứ? Lý Sóc nghe vậy, cười khẩy đáp, nói láo, một con chó hoang như mày mà có thể lấy được lô vật liệu của nhà máy quân sự à? Tao thấy là giả mạo thì có. Hơn nữa, cho dù mày có lấy được lô vật liệu của nhà máy quân sự thì đã sao? Ở đây là cục giám sát chất lượng Thu Hà, Lý Sóc tao có quyền quyết định. Cho dù đại diện của nhà máy quân sự đến thì tao vẫn nói câu đó, không đạt tiêu chuẩn. Dứt lời, Lý Sóc nở nụ cười nham hiểm. Nếu đại diện của nhà máy quân sự đến thật thì chắc chắn Lý Sóc sẽ là con rùa rụt cổ. Nhưng hắn không cho rằng lô vật liệu mới Khương Vi Nhan đưa đến là của nhà máy quân sự. Chắc chắn đó là giả. Tiêu Chính Văn gật đầu, coi như đã hiểu, nói, xem bộ dạng là trưởng phòng Lý cố tình không cho vật liệu của vợ tôi đạt tiêu chuẩn rồi nhỉ. Lý Sóc bật cười, lập tức thừa nhận, thì đã sao? Mày làm gì được tao? Tao khuyên mày mau chóng xin lỗi tao đi, đưa vợ mày cho tao chơi, nếu không thì tao có đầy cách để xử bọn mày đấy. Tiêu Chính Văn cười thờ ơ. Nói, nếu đã như vậy thì tôi chỉ đành mời cục trưởng Tôn của đơn vị đây, đích thân đến một chuyến. Lộp bộp. Nghe vậy, Lý Sóc sững sờ. Sau đó, hắn bật cười, chỉ dựa vào mày sao? Còn muốn để cục trưởng Tôn đích thân qua đây? Mày mơ à, bây giờ cục trưởng Tôn đang họp ở tòa nhà thị chính. Tên vô dụng như mày có tư cách gì bảo cục trưởng Tôn bỏ cuộc họp đích thân qua đây chứ? Tiêu Chính Văn cũng không nói gì. Mà gọi thẳng điện thoại cho Tô Khởi Minh. Đầu bên kia điện thoại, Tô Khởi Minh đang họp thành phố ở tòa thị chính,
người ngồi trong phòng họp đều là người đứng đầu các đơn vị của thành phố Tu Hà và thư ký. Lúc này bên ngoài cửa, thư ký của Tô Khởi Minh vội vã xông vào, nói chủ tịch Tô, điện thoại của anh. Sắc mặt Tô Khởi Minh u ám, quát mắng, xảy ra chuyện gì? Không nhìn thấy tôi đang họp à? Điện thoại gì, đợi họp xong rồi nghe. Nhưng mặt thư ký kia đầy mồ hôi lạnh, vội vã nói, chủ tịch Tô, anh từng nói cuộc gọi này gọi đến thì cho dù là chuyện gì gấp gáp cũng phải dừng lại, anh muốn đích thân nghe. Nghe vậy, Tô Khởi Minh sững sờ, nhanh chóng đứng dậy, nhận lấy điện thoại từ tay thư ký, lập tức nghe máy, mặt đầy vẻ cung kính, nói alo, anh Tiêu, anh có gì dặn dò sao? Chương 220, anh còn 5 phút để sống. Sự thay đổi thái độ của Tô Khởi Minh cũng khiến những người đứng đầu các đơn vị trong phòng họp cũng phải liếc nhìn với ánh mắt đầy kinh ngạc. Tô Khởi Minh là chủ tịch thành phố Tu Hà, lúc này lại nói chuyện điện thoại tôn kính như vậy, chắc hẳn thân phận của người đầu dây bên kia cũng không thể coi thường. Tô Khởi Minh, cục trưởng Tôn của Cục Giám sát Chất lượng đang mở cuộc họp chính quyền đúng không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng hỏi. Tô Khởi Minh nghe xong liền rùng mình. Liếc mắt nhìn Tôn Cường đang ngồi trong đám người phía dưới, gật đầu nói, anh Tiêu, cậu ta ở đây, xin hỏi có chuyện gì sao? Lúc này Tôn Cường ngồi trong đám người cũng giật nảy mình khi thấy Tô Khởi Minh nhìn mình. Lẽ nào, cuộc gọi này có liên quan đến hắn? Lúc này, Tiêu Chính Văn đang ngồi trên ghế sofa trong phòng làm việc của Lý Sóc, lạnh lùng nhìn Lý Sóc trước mặt, lạnh lùng nói qua điện thoại, tôi đang ở Cục Giám sát Chất lượng. Vợ tôi có 2 lô vật liệu được gửi đến Cục Giám sát Chất lượng để kiểm định nhưng không đủ tiêu chuẩn. Nghe vậy, Tô Khởi Minh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần không phải là chuyện gì lớn là được. Ông ta cười nói, anh Tiêu, anh biết đấy, mỗi đơn vị có một quy định riêng, tôi cũng không dễ can thiệp vào công việc của Cục Giám sát Chất lượng. Nếu chất lượng lô vật liệu của vợ anh không đạt thì tôi có thể giúp giới thiệu một lô vật liệu khác, đảm bảo có thể đạt tiêu chuẩn. Tô Khởi Minh vừa nói xong. Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng nói, chủ tịch Tô, nhưng bây giờ trưởng phòng Lý Sóc, nói với tôi là 2 lô vật liệu này đều đạt tiêu chuẩn, chỉ là anh ta không muốn thông qua mà thôi. Hơn nữa còn nói, Cục Giám sát Chất lượng này do anh ta làm chủ, anh ta muốn cho ai qua thì người đó mới được qua. À, trong 2 lô vật liệu này, có một lô là tôi lấy từ nhà máy quân sự, vị trưởng phòng Lý này dám xé giấy đảm bảo chất lượng của nhà máy quân sự. Khẳng định rằng tôi đang giả danh vật liệu của nhà máy quân sự, thậm chí còn dùng pháp luật đe dọa tôi. Xì sao? Nghe những gì Tiêu Chính Văn nói, Tô Khởi Minh kích động đứng bật dậy, tức giận nói cái gì? Lý Sóc lại dám ngông cuồng vậy sao? Anh Tiêu, anh chờ chút, tôi sẽ bảo Tôn Cường trở về giải quyết vấn đề này. Được, chỉ có 20 phút, nếu trong vòng 20 phút tôi không nhìn thấy Tôn Cường thì tôi sẽ tự giải quyết, Tiêu Chính Văn bình thản nói. Thực ra anh hoàn toàn có thể tự giải quyết. Chẳng qua đây là Tu Hà, là đơn vị địa phương, Tiêu Chính Văn không muốn tùy tiện xen vào chuyện của địa phương, không muốn gây ra phiền phức không cần thiết. Sau khi cúp điện thoại, mặt Tô Khởi Minh trở nên lạnh như băng. Bầu không khí trong phòng họp lập tức trở nên ngột ngạt. Mọi người đều cảm nhận được sự lạnh lẽo thấu xương trên người Tô Khởi Minh. Tôn Cường. Tô Khởi Minh tức giận quát lớn. Tôn Cường hơn 30 tuổi, làm cục trưởng Cục Giám sát Chất lượng, lúc này cũng bị dọa đến nỗi đứng bật dậy, mặt tái xanh, nói, chủ tịch Tô có chuyện gì vậy? Nội dung cuộc nói chuyện của Tô Khởi Minh, Tôn Cường nghe xong đã đoán được sơ lược. Tô Khởi Minh tức giận chỉ vào Tôn Cường, hỏi, đơn vị của cậu có người tên Lý Sóc phải không? Tôn Cường lúc này không dám che giấu, nhanh chóng nói, đúng, đúng vậy, Lý Sóc là anh rể của tôi. Tô Khởi Minh nghe xong liền nhíu mày mắng chửi, anh rể cậu. Tôn Cường, cậu giỏi thật đất, cậu coi Cục Giám sát Chất lượng là nhà mình đấy à? Thích ai thì dùng người đấy, cậu biết tên Lý Sóc đó đã gây ra chuyện gì ở Cục Giám sát Chất lượng không? Đúng là coi trời bằng vung, ngay cả vật liệu của vợ anh Tiêu cũng dám loại bỏ. Ngay cả giấy đảm bảo chất lượng của lô vật liệu anh Tiêu vận chuyển từ nhà máy quân sự cũng dám xé. Tên Lý Sóc này đúng là chán sống rồi, hay là Tôn Cường cậu không muốn sống nữa? Nghe những lời này, chán Tôn Cường toát đầy mồ hôi. Cái gì? Lý Sóc xé giấy đảm bảo chất lượng của vật liệu nhà máy quân sự. Nhưng anh Tiêu và vợ anh ta là ai mà lại có thể khiến Tô Khởi Minh làm lớn chuyện như vậy?
Chủ tịch Tô, anh Tiêu và chị Tiêu này là ai vậy? Nghiêm trọng vậy sao? Tôn Cường lau mồ hôi, run rẩy hỏi. Tô Khởi Minh lạnh lùng quát lớn, thân phận của anh Tiêu, cậu không đủ tư cách để biết. Cậu chỉ cần biết rằng ở Tu Hà này, mặc dù tôi là chủ tịch thành phố, nhưng nếu anh Tiêu muốn quản lý Tu Hà thì tôi cũng phải nhượng bộ vô điều kiện. Tôi chỉ đáng đứng bên cạnh anh ấy, bưng trà rót nước thôi, hiểu chưa hả? Dầm! Những lời này của Tô Khởi Minh khiến cả hội trường chấn động. Anh Tiêu này có thân phận đáng sợ vậy sao? Lẽ nào là đây là thanh tra do đế đô cử xuống? Tôn Cường cũng không dám hỏi nhiều, vội vàng gật đầu, nói chủ tịch Tô, anh yên tâm, tôi sẽ quay về xử lý ngay, nhất định sẽ giải quyết cho đến khi anh Tiêu hài lòng. 20 phút, anh Tiêu chỉ cho cậu 20 phút thôi, tốt nhất là cậu xử lý cẩn thận cho tôi. Nếu anh Tiêu không vừa ý, thì cậu từ chức đi là vừa. Tô Khởi Minh tức giận nói, sau đó xua tay rời khỏi phòng họp. Tôn Cường cũng không có thời gian để suy nghĩ và do dự, lao nhanh ra khỏi phòng hội nghị, vừa chạy vừa liên lạc với tài xế, đón hắn ở cửa, sau đó nhanh chóng quay về cục giám sát chất lượng. Lúc này, ở trong xe, Tôn Cường liên tục gọi điện cho Lý Sóc, nhưng mãi không gọi được. Tôn Cường tức giận ném điện thoại, mắng chửi, tên Lý Sóc đó sao lúc nào cũng gây phiền phức cho mình vậy chứ? Quay trở lại phòng làm việc của Lý Sóc. Lúc này, Lý Sóc gượng gạo mỉm cười, nhìn Tiêu Chính Văn ngồi trên sofa, nói Tiêu Chính Văn, đã qua 15 phút rồi, sao cục trưởng Tôn vẫn chưa về? Tiêu Chính Văn đang hờ hững nhắm mắt, lúc này mới mở mắt ra, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng, nói, nếu anh ta đến đây, thì anh còn có thể sống tiếp. Nếu anh ta không đến kịp thì anh chỉ còn 5 phút để sống thôi. Lộp bộp. Nghe vậy, Lý Sóc run rẩy, tức giận quát lớn, Tiêu Chính Văn. Mẹ kiếp, mày dọa ông đây à? Nói cho mày biết, ông đây không sợ đâu. Tao quen rất nhiều người giàu có ở Tu Hà, nếu hôm nay mày không xin lỗi thì tao sẽ có cách khiến mày bỏ ra ngoài. Tao còn có cách khiến nhà họ Khương phá sản, khiến vợ mày quỳ xuống trước mặt tao, liếm chân tao mà van xin. Đến lúc đó, tao nhất định sẽ từ từ thưởng thức vợ mày, ha ha, người đẹp này nhất định rất tuyệt vời. Mỗi lần anh nói một câu xúc phạm vợ tôi thì tội của anh sẽ càng nặng thêm, khiến tôi càng muốn giết anh hơn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, giọng lạnh như băng, giống như ma vương dưới địa ngục. Lúc này, anh nhìn thời gian, 18 phút rồi, anh đứng dậy, khí thế ngang tàng. Lý Sóc run rẩy, không tự chủ được lùi về sau vài bước, hoảng sợ nói, mày muốn làm gì? Tiêu Chính Văn nói, hãy cầu nguyện cho em vợ anh đến đây trong vòng 2 phút cuối cùng đi, nếu không, 2 phút nữa, đầu anh sẽ rơi xuống đất. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 11.